Sao lại không thấy? Hay thật đấy chứ. Rồi luôn mất rồi. Được mà. Quá rồi. Mẹ vẫn vào được mà. À, rồi, 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 rồi. Được rồi đúng không? Thật là lạ lùng. Rồi chị nào thì em không có chị ơi. Chị nào thì em chấm bài tương tác chị. Con cái đó con vào cái nào á? Con vô bên kia đi, mẹ vô bên này cho. Thật ra vô lại sợ nó lại ấy mất. Lại không thấy được. Vô trang của mẹ đi. Rồi con vô cái nào đó, mẹ coi nào. Xong phim. Hôm nọ em hỏi cái quần ống rộng có hai dây yếm màu hồng ruốc chị mặc cuối lai. Ủa vậy á, chắc là hết mất tiêu rồi Lan Anh ơi. Chị Lê Trần, chị nhận hai áo mặc hai cái mặc đẹp, cái màu xanh dưới cánh tay bị lỗi rách em ơi. Vậy á chị Lê Trần, lỗi có được đổi không? Được nhá chị ơi, được nhá các chị nhá. Rồi chị nào thì em chấm bài tương tác cho em với nhá chị nhá. Mỗi chị cho em xin một lúc chia sẻ nào, đưa lên cho các chị này. Được nhé chị ơi, rồi chị, cái chị Hấn. Rồi chị nào thì em chấm bài tương tác lên cho em với các chị ơi. Bữa này nó hơi bị ẩn một tí xíu này. Lên cho chị con lụa này đi. Lên chị một mảng lụa nhá. Lụa này chị nào E74, 75, nằm giữa M và L cho em chị này. Con này chị nào nằm giữa size M và size L nhá. Các chị chấm bài tương tác bài cho em cho nó khỏi ẩn nhớ chị ơi. Rồi lấy lụa chốt lụa cho em, mã lụa cho em 40.000 mã lụa này. Lụa 40 nhá, chị nào E74 75 cho em, nằm giữa size M và size L. Nằm giữa mà M và L cho em nhé chị ơi, lấy lụa chốt lụa này. Rồi lụa cho em 40.000. Mã lụa cho em 40k chị nhá, lấy lụa chốt lụa cho em, lụa 40. Chị nào mà size nằm giữa M và L cho em chị nhá. Có không? Hả? Không nhờ nó Lan Anh ơi, hình như là chị kia chị lấy mất tiêu rồi thì đúng hơn á. Có chị nào chị lấy rồi thì đúng hơn đó Lan Anh ơi. Rồi con này chị em nhá, chị nào lấy lụa chốt lụa cho em này. Mã lụa cho em 40 ngàn mã lụa nhá. Lụa 40 chị nào mà size M. Size M lớn và size L nhỏ cho em chị nhá. Chị nào size M lớn và size L nhỏ cho em là eo 74 đến 75 cho em. Rồi lấy lụa chốt lụa cho em, lụa cho em 40 ngàn mã lụa nhá. Lụa 40. Thôi em tương tác bài chấm bài cho em cho khẩn nữa chị ơi. Chấm bài tương tác bài cho em cho khỏi ẩn bình luận đó chị nhá. Bữa nay nó ẩn quá đi, không thể nào nhìn thấy nổi. Không tài nào mà thấy nổi luôn các chị ơi. Rồi lấy lụa chất lụa. Mã lụa cho em 40.000 mã lụa này. Lụa 40 nhất chị nào mà size M. Size M lớn và size L nhỏ cho em. Rồi con này chị em cũng sẽ SM luôn này các chị này. Con này cũng sẽ SM nhá. L72, 74 cho em. Một con họa tiết cho em cổ cực kỳ xinh chị ơi. L72, 74 qua đầu. Chị nào sẽ SM đều mặc được. Hàng xuân xuân nhẹ một xíu chị nhá. Con này xôn xôn nhẹ một tí xíu cho em. Rồi con này chị nào mà sẽ SM mang được. Lấy mã trắng đi. Lấy trắng chấp trắng cho em. Trắng 30.000 nhá. Mã trắng 30 chị nào lấy trắng chấp trắng này. Trắng cho em 30k. Chị nào nằm giữa size S và size M cho em nhá. SM mặc được L72, 74 cho em. Lấy trắng chấp trắng. Mã trắng cho em 30.000. Rồi lấy chị một mã đỏ này. Lấy đỏ chấp đỏ cho em. Thấy em tương tác vào trên cho phần nữa chị nào. Rồi chị nào lấy đỏ chấp đỏ cho em nhá. Mã đỏ cho em chị nào size M. Nào size M này, L72, 74 cho em. L72, 74 quay đầu, lấy đỏ chốt đỏ. Mã đỏ cho em, 30.000 mã đỏ nhá. Đỏ 30k, L72, 74 này, chị nào sẽ SM mặc được. SM quay đầu, lấy đỏ chốt đỏ, đỏ 30. Chị nào sẽ SM với chị ơi. Thầy em tương tác bài chấm bài cho em rồi nha. Chấm bài tương tác bài cho em cho khởi ẩn với chị ơi. Rồi lấy đỏ chốt đỏ, mã đỏ cho em 30. Rồi lấy chị con hồng này. Lên cho chị một con hồng gấm nhá. Con này gấm phải gấm cho em chị ơi. Chị nào mà sẽ S eo 68, con này chị nào sẽ S nhỏ, eo 68 quay đầu.
Em nhận hàng rồi, đẹp lắm chị ơi, em cảm ơn chị Võ Tuyền này. Rồi chị nào thì em tương tác bài cho em nhau ẩn nữa chị nhá. Em không nhìn thấy trên like nữa chị ơi, máy like không thể nào nhìn thấy được các chị bình luận. Cứ tương tác bài cho em cho khỏi ẩn nữa chị nhá. Rồi con này chị em, lấy chị một con hồng. Hồng này chị nào size nhỏ L68 thôi nhá. L66 đến 68 mã vừa cho em, lấy hồng chất hồng. Hồng cho em 30.000 mã hồng này. Thoát ra bị mất bình luận hả? Đó, cứ thoát ra mất bình luận, không thoát ra thì không thể nào nhìn thấy các chị được. Rồi lấy hồng chất hồng, hồng 30. Lên cho chị một con thổ cẩm này. Lấy chị một áo thổ cẩm nhá, thổ cẩm chị nào sẽ SM cho em. Thổ cẩm là sẽ SM L7274 cho em chị này. Cái vàng chân xào em bao nhiêu chị? Cái vàng chân xào hả? Con nào vàng ta? Một con size M, một con size L chị ơi. Con tay dài là size... Con tay vàng, à con gì nhỉ? Con tay dài này nó là size M L74 cho em nhá. Lụa hai lớp dáng dài cho em, chị nào lấy mã 11. Mã 11 cho em 200.000 mã 11 này. Mã 11 200k, rồi con này chị nào size L. Size L lớn nhá, L78 cho em. Con này chị nào L78 mang vừa cũng là lụa hai lớp cho em, chị nào lấy mã 110. Mã 110 cho em 120.000 mã 110 này. 110 120 nhá, chị nào size L lớn L77 78 lận. Rồi lên cho chị một con thổ cẩm. Chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm cho em nhé. Thổ cẩm cho em chị nào L72 đến 74. Thổ cẩm cho em 40.000 mã thổ cẩm này. Thổ cẩm cho em 40k. Chị nói thổ cẩm chốt thổ cẩm 40 L72 74 quay đầu cho em. Chị nào sẽ SM được mặc được. SM quay đầu nhá, lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Thổ cẩm cho em 40.000. Rồi lấy chị con này size lớn có độ co giãn cho em chị này. Chị nào L90 95 nhé chị ơi. L90 95 mang vừa, con này size hơi bị to. Chị nào mà 60 65 kg. Chị L86 hả? L86 hết size lớn rồi chị ơi. Có con cách tân này thôi chị này. Chị lấy cách tân không? Lấy cách tân cho cách tân. Mã cách tân cho em 120 nhá. Cách tân cho em 120k. Chị nào size 7 cho em này. Lấy cách tân cho cách tân. Cách tân cho em 120. Cách tân cho em 120.000. Chị nào L8 L90 mang bộ L90 92. Nó là size 7 cho em nhá. Rồi con này cũng size lớn. Chị nào L90 95 này. Thổ cẩm Lan Dương. Thổ cẩm của chị Loan Dương. Loan Dương hả? Loan Dương khách cũ. Rồi con này cho em nhá. Chị nào lấy mã to. Có đi, con phải ghi chứ, chị đã có đơn đâu. Rồi con này chị nào size lớn cho em nhá. Chị nào mà 65-70kg mang được cái chị này. Lấy mã to, lấy to cho to cho em. To cho em 40.000 mã to nhá. Mã to cho em 40k. Chị nào size hơi bị lớn nữa chị ơi. Lấy to cho to, mã to 40. 40. Rồi lên cho chị một con đỏ. Đỏ này cho em này chị này. Đỏ này chị nào sẽ SM L70-72, L70-71 chị ơi. Nằm giữa size S và size M thôi nhá. Chị nào L70 đến 71 mang vừa, chị nào lấy công. Lấy công chốt công cho em này. Mã công cho em L70-71 mang vừa. Chị nào nằm giữa size S và size M nhá. Còn con nào siêu phẩm lụa L68 không chị? L68 hả? Có, em có một con L68. Rồi con này chị em chị nào lấy công chốt công, mã công cho em 40. Đấy hàng lụa L68 đấy chị ơi, em có con này xinh này. Có hàng nút nhá. Đơn giản mà lại xinh cho em L68-70 đây. Lụa hai lớp dáng dài. Cách tân xanh. Có áo cách tân xanh XL 50k. Chiều em lại. Hồi chiều hả chị? Cách tân xanh 50.000. À hết rồi. Con đó hết rồi chị ơi. Hết mất tiêu rồi, chị kia chị lấy rồi. Rồi đây chị ơi, L68-70 đây. Lụa hai lớp nhá, dáng dài cho em có nút này chị này. L68-70 mang vừa chị nào lấy mã 44. Mã 44 cho em 160.000 mã 44 nhá. Lấy 44 chốt 44. Mã 44 cho em 160. Chị nào mà size em size nhỏ đây. Chị nào size nhỏ cho em, hàng lụa thì có con này với chị. Còn con kia con họa tiết kia không phải hàng lụa kìa. Em có một con size nhỏ nữa nhưng mà nó không phải hàng lụa chị ơi. Rồi con này chị nào lấy mã 44 nhá. Lấy 44 chất 44, mã 44 cho em 160.000. Đây chị ơi, con này không phải lụa. Này cũng L66 đến 68 cho em. L66 đến 68 mang vừa cho em, họa tiết cho nó cực kỳ xinh cho em này. L66 đến 68 mang vừa cho em mã 3. Mã 332. Mã 332 cho em nhé, 120.000 mã 332 này. Lấy 332 chất 332. 332 120. Chị nào mà size nhỏ nhỏ thôi. Eo của nó rất chi là nhỏ cho em. Eo nhỏ lắm luôn chị nhá. Rồi lấy chị con hoa này. Lấy chị một mã hoa, chị nào lấy hoa chất hoa. Dáng dài nhá, lụa cho em chị ơi.
chị nào F70, 72, SM bằng được. Mã hoa cho em 80.000. Hoa 80 chị ơi, lấy hoa chất hoa nhá. Hoa cho em 80k, chị nào L60, L70, 72 cho em. Có con nào lụa 2 lớp L72 không chị? L72 chị, lụa 2 lớp L72 đấy chị ơi. L72, 74 đấy. L72, 74 cho em con này. Lụa 2 lớp, dáng dài, tay lỡ cho em cực kỳ xinh. Lấy mã 11, mã 11 cho em 160.000 chị này. Lấy 11 chút 11 nhá. Mã 11 cho em 160. Mã 11 cho em 160k, L72, 74 đó chị. Nếu mà sẽ SM thì mặc con đó cho em. SM thì lấy con đó cho em nhé chị ơi. Rồi lên cho chị một cái quần đấy chị này. Nút nhá. Chị nào size M, ML cho em. Đằng sau có bo chun chị này. Chị nào size M và size L cho em đi chị này. Lấy nút chốt nút, nút cho em 50.000 mã nút này. Nút 50 nhé chị nào size M và size L. ML mang được, lấy nút chốt nút cho em, nút 50.000. Mã nút cho em 50 chị ơi, lấy nút chốt nút nhá. Rồi lên cho chị một con form ôm này. Nút Loan Dương. Nút chị Loan Dương 50. Rồi con này chị em, chị nào size M, size L cho em nhá. Hàng này hàng co giãn, ôm body cho em chị này. Lấy xanh chốt xanh, mã xanh cho em 40.000 mã xanh nhá. Xanh cho em 40k, chị nào mà size M và size L cho em. ML mang vừa cho em nhá, lấy xanh chốt xanh, mã xanh cho em 40.000. Xanh cho em 40k, chị nào lấy xanh chốt xanh này. Xanh 40 nhá, chị nào size M và size L. ML bon cho em được cho em chị ơi, lấy xanh chốt xanh. Rồi con này chị nào size lớn, con này chị nào XL, L80. Con này chị nào L80 đến 82 nhá, lấy mã 80 đi. Mã 80, L80 cho em 20.000 này. 20k, mã 80, L80 cho em. Chị nào size XL mang vừa. Rồi lấy mã 80, L80 cho em 20.000. Rồi con này size lớn cho em này, con này có độ co giãn chị nhá. Chị nào 60-65kg mang vừa cho em. 60-65kg mang vừa, có độ co giãn. 60-65kg mang vừa cho em con này. Chị nào lấy mã 41. Mã 41 cho em 40.000, mã 41 nhá. Chị nào lấy 41 chút 41, mã 41 cho em 40.000. Mã 41 cho em 40k, chị nào eo, chị nào mà 60-65kg. 60-65kg quay đầu cho em. Rồi lên cho chị một cái quần này xinh này chị này. Chị nào size M. Size M nhá, L72-74 cho em chị ơi. L72-74 quay đầu. Nó là dạng quần ống váy cho em nhá. Nó là dạng quần ống váy chị này, mặc lên cưng lắm, có xẻ hai bên cho em chị ạ. Dạng quần ống váy rất là to và xinh. Rồi lên mã hoa. Hoa cho em 50.000 mã hoa nhá, hoa 50. Chị nào lấy hoa chất hoa cho em, hoa 50k, L72-74. Chị nào size M cho em. Lấy hoa chất hoa, mã hoa 50 cho em này. Hoa cho em 50k, chị nào L74 mang vừa, size M. Chị nào size M mang vừa cho em nhá. Quần đen 60kg, 62kg vừa không em? Vải gì? Chị lên nụ, chị xem lại quần đen vải vải mềm không? Quần đen của chị hả? Mềm mà chị ơi. Con này mềm mà đâu cứng đâu, mềm nhá. Nói chung là cũng không phải là mềm quá hoặc không phải là cứng quá. Hoa của chị Hưu Hoàng này. Này chị Hưu Hoàng này. Vải mặt sướng lắm chị ơi, không cứng nhá. Không hề cứng tí nào mà cực kỳ sướng nhé. Nói chung là nó vừa phải, không mềm mà không cứng. Có chị Hưu Hoàng á. Đây nè. Mặc thích nhá các chị ơi. Mấy con này vải mặc rất chi là sướng cho em. Ok. Mặc cực kỳ sướng cho em chị nhá. Nó gọi là vải gì nhỉ? Em không hiểu cái vải này là vải gì nhưng mà mặc thích nhá chị nhá. Rồi con này chị nào size LXL này. LXL mang vừa lấy mã tím. Tím cho em 20.000 mã tím nhá. Tím 20 hả? Ai á? Em chào chị Lan Tùng Dương. Em không nhìn thấy chị nào hết các chị ơi. Nó ẩn. Nó ẩn không thấy chị nào cả. Rồi lên cho chị một con thể thao. Thể thao nhá. Thể thao là sẽ SM mặc được. Chị nói thể thao rất thể thao. Thể thao quần ống rộng này. SM mang vừa cho em. Thể thao cho em 50.000 mã thể thao nhá. Chị nói thể thao chốt thể thao cho em, thể thao 50, chị nào sẽ SM mặc được. SM quay đầu cho em, lấy thể thao chốt thể thao cho em 50.000 mã thể thao này. Lát tới chuyển khoản nha, này dọn. Rồi ok, chị em cũng chưa tổng đơn của chị á. Có cái đơn kia chị ấy cho em chưa ta? Em chưa kiểm tra. Thể thao của chị Nguyễn Như Yên, chị ơi lên số cho em nha chị ơi, lấy lên số cho em này, Nguyễn Như Yên. Rồi con này cho em chị nào sẽ S L68 70 này.
Chị nào sẽ ép nam vừa nhá, lấy trắng chấp trắng. Nguyễn Như Yên. Rồi chị nào sẽ ép L6870 nam vừa, lấy mã trắng cho em, trắng cho em 20.000 mã trắng này. Trắng 20k nhá. Chị nào lấy trắng chấp trắng, mã trắng cho em 20. Lấy trắng chấp trắng cho em 20.000. Rồi con này chị nào size L. L76 mang vừa cho em, lấy mã dài đi, dài cho em 30.000 mã dài. Dài 30k nhá, lấy dài chấp dài cho em, dài 30, chị lên số rồi thấy không? Em chào chị Kiều Tâm, chị Kiều Trâm không. Ê mẹ mẹ đọc cho mà viết, thấy không? Dạ. 0377. Không biết chụp hình cho. 507. 367. Rồi lấy mã dài cho em, dài 30 chị ơi, mã dài cho em 30.000 L76 chị nào size L. Lấy dài chốt dài nhá, mã dài cho em 30.000 mã dài này. Dài 30 L76 chị nào size L mang vừa. Con nào dài L83 84 85 không? Quần hay là áo chị ơi? À quần hay là sườn xám. Đây nhá, con này có túi cho em, chị nào size lớn này, chị nào size XL cho em. L80 mang vừa cho em con này. Chị nào lấy sọc, mã sọc cho em 50.000 mã sọc nhá, sọc 50. Lấy sọc chốt sọc cho em sọc 50k. Chị nào mà size chị nào mà size XL mang vừa, L80 mang vừa, lấy sọc chốt sọc sọc 50.000. Rồi con này chị nào size lớn XL cho em L80. Con này chị nào L80 mang vừa, lấy lụa chốt lụa nhá, lụa cho em 30.000 mã lụa này. Lụa 30k, lấy lụa chốt lụa. Có lụa 30. Có L80 trở lên không sót, dáng dài đỏ đen trên da ý. Em ơi chị có đơn nào ở bên em không? Ai ai? Mai Mai. Chị Mai Mai á? Chị Mai Mai như em đi rồi má. Em đi rồi ấy chị, không còn con đơn nào nữa đâu. Như đơn chị em đi hết rồi á. Cái gì con đưa cái điện thoại mẹ coi này, mẹ đã không nhìn thấy một cái thứ gì rồi. Nó bị ẩn không thấy cái gì rồi các chị ơi. Em ơi có, ai gì? Chị Nguyễn Hội. Chị lên nụ lên quần đây là quần áo á. Chị ơi cái con đâu, cái đó là con khác mà. Đỏ đen hả? Đỏ đen không có chị ơi. Đi lâu chị em. Ủa hình như ủa của chị chưa nhận được đơn nào hả? Chị ơi nếu mà màu đỏ màu đen L80 trở lên hả? L80 trở lên có con này này, vừa đỏ vừa đen này chị này. Có xanh. Có xanh. Chị không vừa đâu, chị Lan Tùng Dương ơi, mấy con này không có chị nào con nào vừa hết. Mấy con size nhỏ nhỏ không à? Con này chị nào size 3X cho em nhá, lấy cách tân cho em 120 cách tân này. Cách tân cho em 120k. Lấy cách tân chốt cách chân cho em cách tân 120 chị ơi. Nếu mà dáng dài mọi như vậy chị em chỉ có cỡ đó thôi chị ơi. Không có rồi chị Nguyễn Hợi. Rồi lên con đen cho em này. Lấy chị một con đen nhá, con này nó hàng xuông xuông nhẹ một tí xíu. Lên sườn xám dài, size M đi tiệc, size M đi tiệc hả? Rồi ok chị. Rồi con này size SM này. SM mang vừa mặt đen, đen 40.000 mặt đen nhá, đen 40 chị ơi. Đen 40k mặt đen. Hình như hồi lâu rồi mà chị, ủa chị nhá, của chị chưa nhận được luôn hả? Chị mà lâu dữ vậy. Rồi con này cho em đây chị ơi, size SM đây, lấy mã 11 cho em. Mã 11 cho em nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em này. Mã 11 cho em 160.000 mã 11. Mã 1161 60 cho em. Nếu mà size SM em chỉ có hàng đó chị ơi. Không thì lấy một đen. Con đây này cũng SM nhá. Lấy mã đen, đen 120. Đen cho em 120.000 mã đen. Rồi con này có họa tiết này. Con này chỉ nào SML cho em nhá. SML mang vừa cho em có độ co giãn cho em con này. Lấy mã 14. Mã 14 cho em 120.000 mã 14 này. Lấy 14 chốt 14. 14 120 đó nó chỉ có những size đó có chị thôi chị ơi. Chỉ có mấy con đó thôi nhá. Rồi lên nhá, chị một con trắng theo. Trắng theo đây chị nào sẽ SM. Con này bị lem màu rồi các chị ơi. Bị nhẹ rồi nhá, chị nào lấy tặng đi. Mà tặng cái vải còn mới có đích mà bỏ thì hơi tiếc. Vậy các chị tẩy thì vẫn mặc được, nó chỉ lem nhẹ thôi. Lấy mã tặng nhá, lấy tặng chốt tặng. Tặng cho em sẽ SM thôi chị ơi. Lấy tặng chốt tặng cho em, tặng chị nào sẽ SM mang vừa. Mã tặng cho em, tặng SM. Rồi lấy chị con này nó màu xanh cho em chị ơi. Chị nào sẽ SM thôi chị này. Chị nào lấy mã 80. Lấy mã 80, chấp mã 80 cho em. Mã 80 nhá. Tặng cho chị Hưu Hoàng kìa. Chị Tiên Đào. Chị Tiên Đào lấy 11 là chị Tiên Đào. Áo à, em 80 dáng dài đỏ đen trên dây.
Màu đỏ đen trên rơi là em trên 80 chị, tại vì nó là hàng cách tân nhá. Chị Tiên Đào ơi, lấy con này hả? Lấy thì lên số cho em nhé chị ơi. Lấy con này lên số cho em ra bị ẩn thấy. Tặng tặng chị Thu Hoàng, Thu Hoàng Vi vào. Rồi con này sẽ xem màu mang vừa, lấy mã 80 nhá. Nó là màu xanh dáng lửng cho em chị ơi. Lấy mã 80 cho em 50.000, mã 80, lấy 80 chất 80, mã 80 cho em 50k này. Mã 80 cho em 50.000, chị nào sẽ xem màu thôi. SM quay đầu nhá, lấy mã 80 chất mã 80, mã 80 50.000. Rồi con này chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em, quần ống váy cho em chị ơi. Nói chung là toàn những quần xinh thôi chị ơi. Quần ống váy nhá, chị nào size L F76 78 cho em con này. Lấy xanh chất xanh, xanh 50.000 mã xanh này. Xanh 50k. Mã xanh 50 chị ơi, lấy xanh chất xanh nhá, xanh 50. Xanh cho em 50.000. Có size S dài tay không? Size S dài tay không chị ơi, có size M đó thôi. Có con size M này dài tay, dây lỗ chị này. Có con size M này thôi chị ơi, chứ không có size L, không có size S tay dài. Tặng hết, hết tặng rồi chị ơi. Dáng dài mà hả? Không có đâu chị ơi, không có cái giá như của chị mà hết. Giá bao nhiêu mã 11? Mã 11 là 160.000 đấy chị ơi. Mã 11 là 160 nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em. Thường thường cái con này ấy, là em bán cho các chị bình thường là 240.000 á. Hôm nay em xả cho chị nhá, 160 thôi, lấy 11 chốt 11. Mã 11 cho em. Lấy 11 chốt 11, mã 11 cho em 160.000 mã 11 này. Mã 11 160 nhá, chị nào size M, F72-74 cho em. Lấy 11 chốt 11. Rồi đây lên cho chị một con cách tân này. Lấy chị một con cách tân màu vàng cho em, trời ơi xinh quá đi các chị. Có độ co giãn nhá, L82-84. Lấy cách tân cho cách tân, cách tân cho em 80.000 mã cách tân này. Cách tân 80k, chị nào L82-84 nhá, con này có độ co giãn. Lấy cách tân cho cách tân cho em 80.000. Lấy cách tân cho cách tân cho em, cách tân 80k, chị nào mà size XL L82. Quần một Phạm Vân. Quần của ai? Quần Phạm Vân. Phạm Vân hả? 160. Phạm Vân khách cũ hả? Lên số, thấy lên số. Vậy hả? Rồi con này chị nào size nhỏ nhá, chị nào size S. Khách cũ hả? L68-70. Đâu, mẹ nhìn thấy cái đơn an thấy. Đúng rồi. Phạm Vân khách cũ. Rồi con này cho em chị nào size nhỏ, size S mang vừa, lấy mã công, công cho em 20.000 mã công nhá. Công 20k, chị nào lấy công chất công này. Mã công cho em 20k. Công chị nào size nhỏ, size S mang vừa, lấy công chất công, công 20 nhá. Rồi con này chị nào L70-71, 72 thì hơi chật, nằm giữa size S và size M. Lấy mã đỏ, đỏ cho em 30.000 mã đỏ này. Đỏ 30 con chỉ cần ghi ấy cho mẹ thôi, ghi tên và ghi giá trong cái đó cho bao nhiêu anh nhỉ? 160. Lấy mã đỏ, đỏ 30 cho em. Mã đỏ cho em một cặp anh nhỉ, mã đỏ cho em 30.000 mã đỏ này. Đỏ 30 chị nhá, lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ cho em 30.000 mã đỏ. Chị nào mà cho chị xem con nút cái tranh. Rồi con này chị nào size lớn nữa chị này. Lấy chị một con công size to nhá, chị nào lấy công to chất công to cho em. Mã công to chị nào L90. L90 mang vừa cho em nhá. Chị ơi lấy công to chất công to cho em 100.000 mã công to này. Áo dáng dài một túi L80. Dáng dài một túi L80 không có chị ơi. Em hết trơn rồi. Giờ chỉ có mấy con size nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi chị nào lấy công to chất công to cho em 100.000 mã công to nhá. Công to 100, chị nào mà size ăn. Chị nào mà size ạ? Con nút xanh này chị ơi, con này size nhỏ chị. Con này chị nào L68-70 thôi, chị nào sẽ cho em nhé. Lấy mạng 44. Lấy 44 chất 44, mạng 44 chị em L68-70 mang vừa, chị nào sẽ thôi. Lấy 44 chất 44. Mạng 44 cho em chị nào sẽ mang vừa. Lấy 44 chất 44 nhé. Mạng 44 cho em là bao nhiêu ta? 160. Rồi con này chị nào size M lớn và size L nhỏ. M lớn và L nhỏ cho em này, một con cách tân cho em chị ơi. Lấy cách tân cho cách tân nhá, cái này nó theo cách tân cho em 80.000 mà cách tân này. Cách tân cho em 80k, lấy cách tân cho cách tân cho em, cách tân 80.000. Công của chị Vũ Anh kìa. 100.000. 100k. Rồi con này chị nào nằm giữa M và L nhá, lấy cách tân cho cách tân. Cách tân cho em 80.000 mà cách tân 80. Nó nằm giữa size M và size L. Lên cho chị một cái quần màu bò chị ơi. Lên cho chị một con màu bò nhá, em màu bò này. Yêu em. Em bao nhiêu em? Con nào em bao nhiêu? Không biết. Chị nào hỏi? Chị Nguyễn Thị Sáng. Cách tân em bao nhiêu?
Cách tân là nằm nó tầm eo 74-75 thôi chị. Cách tân size nhỏ chị ơi, chị không vừa đâu. Cách tân chị Phạm Vân. Rồi con này cho em nhá. Con này chị nào size M và size L này. Size L, con này chị nào size L mang vừa. Con này chị nào size L mang vừa cho em nhé chị ơi. Lấy bò chất bò, mã bò cho em 50.000 mã bò này. Bò 50 chị ơi, lấy bò chất bò cho em nhé. Mã bò cho em 50k, chị nào size M. Size L em lộn, size L cho em nhé chị ơi, lấy bò chất bò. Mã bò cho em là 50.000 mã bò. Rồi con này chị nào size lớn này. Lấy cho con này chị nào size to cho em nhé, eo 80. Con này chị nào eo 80 mang vừa, size L mang vừa cho em, họa tiết hoa sen. Chị nào lấy sen chất sen cho em, sen 30.000 mã sen nhé. Mã sen cho em 30k, chị nào lấy sen chất sen này, sen 30. Mã sen cho em 30.000 mã sen. Rồi con này chị nào cũng size lớn, XL mang vừa eo 80 này. Chị nào lấy cô gái cho em 30.000 mã cô gái 30 chị ơi. Lấy cô gái chất cô gái nhá, mã cô gái cho em 30.000. Lấy cô gái cho em 30k mã cô gái chị nào size lớn, XL mang vừa eo 80. Rồi lên cho chị một con kim sa này. Chị nào lấy kim sa, chất kim sa nhá, kim sa eo 84-85 cho em. Tại vì nó có độ co giãn, con đó sọ 80. Rồi lấy kim sa, chất kim sa cho em 30.000. Kim sa 30k nhá, eo 84-85 cho em chị ơi. Lấy kim sa, chất kim sa cho em 30.000 mã kim sa. Kim sa 30, eo 84-85 quay đầu. Lên cho chị một con đỏ đô hàng xuông cho em nhá. Một con đỏ đô phăm xuông chị nào 60-65kg đấy chị này. 80.000. Bỏ đó đi. Rồi lấy đỏ đô, chất đỏ đô. Đỏ đô cho em 30.000 mã đỏ đô nhá. Đỏ đô 30k chỉ là 60-65kg. Con này là hàng phăm xuông cho em chị ơi. Lấy đỏ đô, chất đỏ đô. Đỏ đô cho em 30.000. Đỏ đô 30k chỉ là size lớn nhá, 60-65kg cho em. Cái đó có chị Nguyễn Thị xã Phạm Vân đấy. Con vừa chốt để đâu rồi? Kia kìa. Ngoài cùng, ngoài đó đúng rồi. Rồi lên chị một con họa tiết hoa tím chị này. Con hoa tím này chị nào cũng size lớn nhá, có độ co giãn cho em chị ơi, chị nào lấy eo 90. Co giãn này eo 90 mang vừa, lấy tím chốt tím, mã tím cho em 30.000 mã tím này. Mã tím cho em 30k, chị nào eo 80. Đỏ đô xếp mẫu. Hả? Đỏ đô xếp mẫu. Đỏ đô xếp mẫu hả? Chị lên số chưa? Chị xếp mẫu ơi, lên cho em lại cho em cái số chị nhá, 30.000 thôi. Các chị ơi chốt lấy 2-3 chiếc đủ đơn em đi đơn nhá chị nhá. Rồi con tím này cho em này cũng 60-65kg này, chào eo tới 90 cho em. Tím cho em 30.000 mã tím. Mã tím cho em 30k nhá. Chị nào lấy tím chốt tím, tím 30, chị nào size lớn 60-65kg. Rồi lên cho chị một con màu cam này. Lên chị một mã cam, chị nào lấy cam chốt cam nhá. Cam này chị nào size lớn này eo 85. Con này eo 85 quay đầu, lấy cam chốt cam, cam cho em 30.000. Mã cam cho em 30k mã cam nhé, chị nào lấy cam chất cam, cam 30. Mã cam cho em 30.000 mã cam, cam 30k chị nào eo tới 85-90 cho em. Lấy cam chất cam. Rồi lấy chị con này có hàng nút với chị này. Lấy chị con này có hàng nút cho em chị ơi. Chị nào size màu lớn và size L nhỏ nhé. Màu lớn và L nhỏ quay đầu. Chị nào lấy mã 112. Mã 112 cho em 100.000 mã 112 nhé. Lấy 112 chất 112. 112 cho em 100k, xinh lắm đó chị. Nằm giữa M và L. Mã 112 cho em 100.000. Lấy 112 chất 112. 112 cho em 100k nhé. Nằm giữa M và L cho em nhé chị ơi. Nằm giữa M và L quay đầu. Lấy 112 chất 112. 112 100.000. Rồi lấy cho các chị một con phong xuông nữa này. Toàn màu đỏ không chị ơi, xinh lắm. Đây chị nào cũng 65kg nhé. 112 Phạm Vân. 112 chị Phạm Vân, 100.000. Rồi con này chị em chị nào lấy mã đỏ đi. Đỏ cho em 4.000 mã đỏ nhá. Đỏ cho em 40. Em chào chị Hoa Lê Thị này. Rồi con này chị em chị ơi, chị nào lấy mã đỏ. Đỏ chị nào 65kg mang vừa. Mã đỏ cho em 40. Đỏ cho em 40.000 mã đỏ nhá. Đỏ 40 cho em. Chị nào size lớn 60-65kg mang vừa cho em. 60-65kg quay đầu. Lấy đỏ chất đỏ. Mã đỏ cho em, đỏ 40.000. Rồi con này cũng size to cho em này, hàng co giãn nhá. Chị nào eo 82-84, lấy mã 84 đi. Mã 84, eo 84 cho em 30.000. 30k mã 84, eo 84 với chị nhá. Con này có độ co giãn cho em. Mã 84, eo 84 cho em 30.000 thôi chị ơi. 30k mã 84, eo 84 cho em, hàng đó là hàng co giãn. Mặc sướng nhá chị nhá. Mà
Nói chung là những chị nào mà thích mặc eo giãn thì lấy những con đó cho em. Chị nào mà 60-62kg, 60 cho đến 62kg có độ lại băng vừa cho em. Rồi lên chị caro dáng lỡ này. Một con caro hàng lỡ nhá. Chị nào ưng caro thì lấy caro cho em. Caro eo 70-72, size S, size M thôi chị ơi. Eo 70-72 mang vừa. Mã 84 của chị Chiêm Tú Hồng này. Con này này con. Rồi con này cho em. Đơn của chị mẹ để đâu ta? 30. Không mẹ cất đâu nữa. Rồi con này cho em nhé chị ơi. Con này chị nào mà đây con cứ để cho chị nào mà eo 72 size S, size M cho em. SM mang vừa hôm trước chị chốt được có cái từ hôm đó đến nay không chốt thời gian. À chị ơi cái đó em xả rồi lâu quá. Với lại có một cái á, không đủ đơn nữa. Thế là em xả mất tiêu rồi chị ơi. Lấy cái khác đi, hôm nay em xả rẻ lắm. Lấy thêm đi mai đi đơn. Lựa cái khác thì mai đi đơn nhá. Rồi con này chị em một con caro hàng lỡ này. Chị nào sẽ SM, caro cho em 40.000 thôi. Caro cho em 40k nhá. Chị nào lấy caro chốt caro. Caro cho em 40.000. Caro cho em 40k. Chị nào lấy caro chốt caro. Caro 40. Chị nào mà size to à chị nhỉ, sẽ SM em lộ. Sẽ SM thôi, lấy caro chốt caro. Caro cho em 40.000. Rồi lên con này cho em nhá. SML các chị mặc được. SML mang được cho em. Màu cực kỳ xinh luôn chị này. Chị là mã 650. Lấy 650 chất 650. 650 cho em nhá, 50.000 mã 650. 53 ký vừa không chị. Hả? 53 ký vừa không chị. 53 ký hỏi con gì vừa? Caro á chị. Caro 53 ký hả? 53 ký mà con chọn chị cao không? Nếu mà chị cao thì vừa nhá, còn không cao thì không vừa đâu. Tầm cỡ 1m6 thì vừa, tại vì nó nằm nó là size M mà. Size M vừa cho em nhé chị ơi. Nó là size M mang vừa. Rồi lấy chị một con phom suông này, có hàng nút cho em nhé. Một con phom suông cho em, chị nào size M, eo 74-75 cho em. Nó là vải lụa cho em chị này, lấy xanh chốt xanh. Mã xanh cho em 30.000 mã xanh nhé. Xanh 30k, chị nào mà size M lớn, eo 72-74 cho em. Eo 72-74 mang vừa, lấy xanh chốt xanh. Mã xanh cho em 30.000. Xanh 30 chị ơi, lấy xanh chốt xanh nhé. Rồi em lên cho chị một con lụa hai lớp này. Một con lụa hai lớp hàng lỡ, nhưng mà con này chỉ nào size to. 650 phát phân. Hả? 650 phát phân. Cái gì? 650 phát phân. 650 á. Đây, 650 đây của chị Phạm Vân này. 50. Rồi con này chỉ nào size lớn. Xanh của chị có may này, 30 này. Con ghi chị có may vào cho mẹ, 30. Rồi con này chỉ nào eo 80-82 nhá. Lụa hai lớp cho em này. Màu nó hơi tối một tí. Mã lụa cho em 50.000. Lụa 50 lấy lụa chất lụa cho em nhé. Mã lụa cho em 50k. Form là form lỡ. Lụa là lụa hai lớp. Lấy lụa chất lụa cho em. Lụa 50. Ủa con ghi cái gì vậy? Cái đó con đang ghi của chị nào? Có mai. À có mai. Ủa chứ con ghi của chị Phạm Vân bỏ chưa? Được rồi, ok ok. Mẹ lộn nhưng phải con lộn. Mẹ lộn nhưng phải con lộn. Rồi lên cho chị con này này. Lên tiếp cho chị một con quần ống rộng tiếp nhá. Rồi con này chị nào size M, eo 72-74 cho em. Eo 72-74 cho em này. Toàn là quần ống váy thôi chị ơi. Lấy mã đen đi, đen cho em 50.000 mã đen nhá. Đen 50, chị nào sẽ size M quay đầu. Lấy đen chốt đen cho em, đen 50.000. Mã đen cho em 50k, chị nào sẽ size M mang vừa. Lấy đen chốt đen, đen 50. Rồi lấy chị một con màu tím này. Con tím này hàng co giãn nhá, chị nào eo 85-90. Eo 85-90 mang vừa, lấy mã tím, tím cho em 40.000. Mã tím cho em 40k mã tím nhá. Tím 40 chị nào eo 84-85. Eo 84-85 quay đầu cho em, lấy tím chốt tím, mã tím cho em 40.000 mã tím này. Mã tím cho em 40k, lấy tím chốt tím. Mã tím 40 cho em. Rồi con này chị nào sẽ SM thôi, có độ co giãn. Chị nào lấy mã 327. 327 cho em 50.000 mã 327 nhá. 327 50k. Đây. Rồi con này chị em về mã 327. 327 cho em 50.000 mã 327 này. 327 50k sẽ SM các chị mặc được. SM quay đầu lấy 327 chất 327. 327 50 chị ơi. Rồi lấy chị con nhung này, con nhung trơn nhá. Lên nhá chị một con nhung trơn cho em, chị nào lấy nhung chất nhung này. Hôm bữa chị kia chị cho cái điện thoại nó bị tha sai là em bị hay là em bị ghi sai anh biết, gọi không được. Rồi con này cho em một con nhung trơn cho em. Lấy nhung chất nhung cho em 70 thôi chị ơi. Lụa 50k size bao nhiêu? Size XL á chị.
Lụa 50k là XL cho em nhá. Rồi con chỉ là eo 80 đến 81. À eo 80 82 cho em. Eo 80 82 mang vừa. Một con chung chôn sắt nách cho em, lấy nhung, nhung cho em 60.000 mã nhung này. Nhung 60 chị ơi. Lấy nhung chấp nhung nhá, mã nhung cho em 60.000. Chị nào lấy nhung chấp nhung, nhung 60. Rồi con này SML các chị mặc được này. SML cho em nhá chị ơi. Màu cực kỳ xinh cho em. SML quay đầu cho em. Mã 302. 302 cho em 50.000 mã 302. 302 50k. SML mang vừa con đó 60.000. Mã 302 cho em 50.000 mã 302. 302 50 chị nhá. Rồi con này có độ co giãn cho em chị này. Hàng dài. Chị là eo 74 size M. Eo 74 cho em size M nhá, gắn lỡ chứ không được dài đâu. Nhung hết rồi chị ơi, hết nhung rồi. Rồi con này cho em chị nào eo 74 mang vừa, mã 74 đi, mã 74 eo 74 cho em 40.000. Mã 74 eo 74 cho em 40k thôi chị ơi. 302 Phạm Vân. Mã 74 eo 74 cho em 40.000. Này của chị Phạm Vân này. Rồi mã 74 eo 74 cho em 40.000 cho em nhá. Rồi con này cho em chị ơi. Các chị SML. Màu cực kỳ xinh lên mã 224. Mã 224 cho em 50.000 mã 224 nhá. Lấy 224 chấp 224. 224 cho em 50k. Các chị size S, size M, size L mặc được hết. Đấy 4 Phạm Vân. 74 đó. 40 đúng không? Con là 40. Rồi lên mã 224 cho em 40.000. 224 cho em 40k chị ơi, lấy 224 chấp 224. 224 cho em 40.000. 224 Phạm Vân. 50. Rồi có thể có độ co giãn chị này. Chị nào size L nhá, eo 76. Lên mã trắng, trắng cho em 20.000 mã trắng nhá. Trắng 20 eo 76 size L, cái này theo cho em chị này. Lấy trắng chấp trắng, mã trắng cho em trắng 20. Mã trắng cho em 20.000 mã trắng nhá. Chị nào lấy trắng chấp trắng cho em trắng 20. Em lấy chị một con Omody này. Omody em có 2 chiếc y chang nhau, các chị size S, size M, size L. Nói chung là SML thì mặc được nhá. Trắng 20 của chị có may này. Rồi con này cho em SML các chị mặc được hết, lấy mã đen. Đen cho em 40.000 mã đen nhá. Đen 40 em có 2 chiếc, có chị nào lấy 2 chiếc không chị ơi? Nó là form Omody cho em. Lấy đen chấp đen, mã đen cho em 40 chị ơi. Trắng 20 của chị có may này, đơn chị có may đâu. Đưa đơn của chị có may đây. Mã trắng cho em, à quên. Mã đen cho em 40.000, nó là form ôm nhé chị ơi. Nó là hàng ôm. Lấy đen chất đen cho em. Rồi lên chị một mã nu, chị nào lấy nu chất nu nhá. Nu thì chị nào size nhỏ, chị nào size S không thì lấy cho bé cũng được. Chị nào size S hoặc lấy cho bé cho em nhá. Mã nu cho em 20.000 mã nu. Nu 20, lấy nu chất nu cho em. Nu cho em 20.000. Con xếp gọn nó vào. Lấy nu chất nu cho em, nu 20. Rồi lấy chị con xanh này. Xanh này nhá, xanh này chị nào size M lớn và size L nhỏ. M lớn và L nhỏ cho em chị ơi, lấy xanh cho em, xanh 20. Xanh cho em 20.000 mã xanh, chị nói xanh chất xanh, xanh 20 bỏ mã trong sắt cái cửa. Mã xanh cho em 20.000 nằm giữa, size M và size L, eo 74 75 mang của cho em, lấy xanh chất xanh, xanh 20.000. Mã xanh cho em 20 chị ơi, lấy xanh chất xanh nhá. Xanh cho em 20.000 mã xanh. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em, xanh 20. Rồi con này chị nào size nhỏ, size S thôi chị ơi. Size M thì các chị cũng mặc được nhưng mà nó sẽ hơi ôm cái phần bụng này nhá. Rồi chị nào size S mang vừa. Có thể anh trước chị này. Lấy mã nhỏ cho em 50.000 mã nhỏ, nhỏ 50. Xanh 20 của chị có may. Dưới con màu đen. Rồi lấy nhỏ chất nhỏ, nhỏ 50. Mã nhỏ cho em 50.000 mã nhỏ này, nhỏ 50 chị ơi. Nhỏ cho em 50.000 mã nhỏ nhá. Lấy chị một con họa tiết 20.000 không phải ghi đâu con. Rồi con này cho em. Chị nào eo 74. Eo 74 cho em nhé, chị nào size M. Mã 74 eo 74 cho em 20.000. 20k mã 74 eo 74 cho em. Mã 74 eo 74 cho em này 20.000 cho em nhé. Mã 74 eo 74 cho em 20k, chị nào size M mang vừa. Size M mang vừa, mã 74 eo 74 cho em 20.000. Lên chị một con màu trắng hàng suông cho em. Con này form suông nhá, chị nào size M, size L. Các chị size S, size M thì nó sẽ thành form suông, còn các chị size L thì nó sẽ ôm vào người hơn nhá. Mã trắng cho em 30.000. Lấy trắng chốt trắng, trắng 30, chị nào lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 30k. Con xếp nó gọn vào con. Lấy trắng chốt trắng, trắng trắng 30. Rồi lên cho chị một con caro này. Chị nào lấy caro chốt caro nhá. Caro chị nào eo 80 XL. Size XL mang vừa, eo 80 mang vừa cho em. Lấy caro chốt caro. Caro 40.000 hàng lỡ cho em chị.
chán 30. Lấy caro chốt caro, caro cho em 40.000 mã caro nhá. Caro cho em 40k, chị nào mà size lớn. Chị nào mà size cái gì nhỉ? Caro là chị nào mà size XL L80 82 cho em. Em có con này lộ đấy chị này. Em có con này size lộ nhá, bây giờ size hơi bị to luôn. Cái này về chị may lại cho em. Rồi chị nào lấy em tặng nhá, mã tặng, con này chị nào hơi bị to luôn. Con bỏ cái kia gọn vào. Rồi lấy mã tặng nhá, lấy tặng chấp tặng cho em tặng size lớn. Nó bị lỗi hơn sau á, về may lại giùm em là được. Vải còn mới không sao nhá, tặng cho chị có may kìa. Tặng chị có may. Ghi nó lại, ghi nó vào, mai mẹ tính tiền là chết đó. Hết tặng rồi chị ơi. Rồi con này cho em SML cho em này chị này. Hàng co giãn nhá, các chị size S, size M và size L. SML để mang được cho em lấy mã 11. Mã 11 cho em 30.000 mã 11 này. Mã 11 30k SML các chị mặc được. SML quay đầu cho em lấy 11 chốt 11. 11 30.000 nhá. Rồi con này chị là size L L76 lấy mã 01. Mã 01 cho em 30.000 mã 01, màu xinh lắm nhá chị. Họa tiết cực kỳ xinh nhá, L76 size L có 3 cổ 3 giọt nước này. Mã 01 cho em, 01 cho em 30.000 mã 01. 01 30 nhá, lấy 01 chốt 01 cho em. 01 trên 30.000 chị nào lấy 01 chốt 01. Mã 01 trên 30k. Chị nào nằm giữa size nằm giữa cái gì nhỉ? À, 01 là size L. 01 của chị có may 30 này con, ghi vào cho mẹ. Rồi con này chị em nhá. Các chị size M, size L, XL, M, L, XL để mặc được cho em nhé chị ơi. Nó có độ cọ giãn thoải mái. Còn là 30 chị có may. Lấy xanh chứ xanh. Xanh chị em 50.000 mã xanh nhá. Xanh 50k chị nào L80 đổ lại mang vừa. Tại vì nó có độ cọ giãn cho em. Lấy xanh chốt xanh. Mã xanh chị em 30.000. À xanh 50 em lộ. Xanh 50 nhá. Lấy chị một con màu vàng này. Con màu vàng này chị nào size nhỏ. Size S L68-70 cho em. Mã vàng cho em 20.000. Vàng cho em 20k chị nào size S thôi. L68-70 mang vừa. Lấy vàng chốt vàng. Mã vàng cho em 20.000 mã vàng nhá. Vàng 20 chị ơi, lấy vàng chốt vàng cho em. Lấy chị con trắng. Trắng thì chị nào L74. Hàng ôm chị ơi, lấy trắng chốt trắng. Trắng cho em 30. Mã trắng cho em 30.000 chị nào L74 mang vừa nhá. Nó dạng kim sai này chị này. Nó là dạng vải gen cho em. Mã trắng 30.000. Trắng 30 L74 chị nào size màu. Rồi lấy chị một con phong suông. Lấy chị một mã suông nhá. Suông này chị nào tầm 55. 55 cho tới 57kg. 55 đến 57kg mang vừa, lấy mã đỏ đi. Trắng Yên Bình. Trắng chị bao nhiêu? Chị ai? Chị Yên Bình hả? Trắng chị Yên Bình lên số chưa? Chị Yên Bình ơi lên số cho em với chị Yên Bình. Rồi con này chị em này chị nào mà size 55 57kg mang vừa nhá, mã đỏ, đỏ 40 cho em. Mã đỏ cho em 40.000, chị nào 55 đến 57kg mang vừa, nói hàng phong suông á. Rồi lấy chị một con màu vàng. Con màu vàng này các chị nằm giữa size M và size L nhá. Nằm giữa M và L. Nó L74-75 cho em. Mã vàng cho em 30.000. Vàng cho em 30k. Lấy vàng chốt vàng. Vàng 30 L74-75 mang vừa. L74-75 quay đầu cho em. Lấy vàng chốt vàng. Vàng 30. Mã vàng cho em 30.000 mã vàng nhá. Rồi lấy chị một con hoa. Lên chị một con hoa nhí này. Chị nào L70-71 72 thì hơi chật một tí xíu nhá. Nhưng mà nó có độ co giãn cho em. Con này có độ co giãn chỉ là mã 92. Mã 92 cho em 20.000 mã 92 nhá. Phong độ cho em cực kỳ xinh. Mã 92 cho em 20k. Chỉ là 92 chất 92, 92 20.000. Chỉ là L70, 71, 72 thì hơi chậm một tí xíu. Lấy 92 chất 92, 92 20k này. Mã 92 20k. Lên cho chị một con kim sa nhá. Áo đỏ với áo xanh cho em đi shop. Áo đỏ với áo xanh nhá. Con ơi chị này size L. Vàng Yên Bình, vàng nó vàng. Mã 92 chị có may, vàng 30. Đưa đây đây. Cái này chị có may 20 này. Rồi con này chị em chị ơi, con đỏ này là vải gấm nhá. Chị nào size L L76 cho em. Chị nào lấy mã 23, mã 23 cho em. 120.000 mã 23 nhá. Em đóng cúc nó không được đàng hoàng chị ơi. Đâm đó chị nhìn nó không được đẹp nhá. Nhưng mà cái vải của nó xinh lắm. Lấy mã 23 cho em 120, nó là hàng gấm chị ơi, L76 size L. Size L cho em chị nhá. Size L L76, chị nào size L mang vừa L76 cho em. Rồi lên chị con kim sa này. Kim sa chị nào size SM 30.
Kim Sa sẽ SM mang vừa cho em nhé. Kim Sa cho 50.000 bạn Kim Sa. Kim Sa 50, cái này các chị nhìn vậy thôi mà không ngứa đâu chị. Không hề ngứa thì nào nhé chị nhá. Em bảo đảm chị không hề ngứa, nó kiểu như là vải nhũ vậy, nhưng mà nó không hề ngứa đâu chị ạ. Yên tâm, không hề ngứa một tí nào. Rồi Kim Sa cho em 50.000, nó là sẽ SM. Kim Sa chị nào sẽ SM mang vừa, lấy Kim Sa, chốt Kim Sa, Kim Sa 50. Rồi con này chị nào E6870. Chị nào sẽ E6870 mang vừa cho em mã 70 đi. Mã 70 cho em, mã 70 E70 cho em nhé, 20.000. 20k mã 70 E70. Lấy chị một con vàng phăm xuông này. Con này chị nào 53kg thôi. Cho chưa vậy? 53kg cái đầu hả? Cho gì? Rồi mẹ đưa lên cho thấy. Rồi lấy chị một con phăm xuông này cho em này. Một con phăm xuông nhé, chị nào 52 đến 53kg mang vừa. 52 53kg mang vừa cho em lấy xuông đi. Mã xuông cho em 30.000 mã xuông nhé. Xuông 30 chị nào 52 đến 53kg mang vừa cho em lấy xuông chốt xuông. Rồi con này chị nào size màu lớn này. E74 cho em nhé. E74 75 nó là hàng đuôi cá. Nó là dạng đuôi cá cho em, chị nào lấy mã cá đi. Cá cho em 40.000 mã cá này. Mã cá cho em 40 nhé, lấy cá chốt cá, cá cho em 40.000. Mã cá cho em 40k mã cá, cá cá 40 cho em, xếp gọn cho mẹ đi con. Mã cá, cá cá 40 cho em, trời ơi con này form xinh ấy chị này. Form xinh mà size nhỏ nhá, đây hôm nay không có chị nào size nhỏ thì phải. Chị ơi con này chị nào mặc E68, à không E70-72, sẽ SM mặc vừa. Trời ơi con xanh hàng lỗ cho em. Cái kiểu của nó cực kỳ xinh em nhá, chị nào lấy xanh chắc xanh. Xanh cho em 40.000 mã xanh nhá, xanh 40. Cái vải của nó xinh lắm các chị, vải cực kỳ xinh. Chị nào E70-72 SM mang vừa, form là form lợn nhá. Lấy mã xanh cho em. Xanh cho em 40.000 mã xanh nhá, xanh 40. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em, xanh 40k. Chị nào mà xanh SM. Đưa điện thoại mẹ coi có ai chốt không. Xanh của chị Nguyễn Như Yên, xanh chị Nguyễn Như Yên này. Ừ. Lo ạ. Nhanh mà ra phụ mẹ. Đợi em xíu các chị ơi. Nó hơi trục trặc về phần con bé. Con bé nó đi mất tiêu rồi. Nguyễn Như Yên nằm đâu rồi? Rồi con này cũng xinh nhá chị này. Con này cho em nhá. Nó tầng cho em nữa chị ơi. Chị nào size M lớn và size L nhỏ cho em nhé. Nó nằm E74-75 cho em. Một con màu nu, lấy nu đi. Nu hàng lỡ nhá, nu 40 cho em. Mã nu cho em 40.000, chị nào E74-75. Nằm giữa size M và size L. Nằm giữa M và L mang vừa. Hả? Mã 27 nhá. Mã 23 là bao nhiêu á? Mã 23 à, E76 size L chị ơi. E76 cho em size L ấy chị nhá. Hàng gấm xinh lắm chị. Nu của chị Phạm Vân 40. Nu hết rồi chị Ký Ức ơi. Chị ơi nó là hàng gấm cho em nhá. Mà gấm này là gấm đẹp đấy chị. Gấm này là hàng lụa gấm chứ không phải là như mấy cái con gấm. Nó không phải như cái gấm này này chị này. Gấm này cực kỳ xinh em. Em miêu tả cho chị con gấm này nhá. Đây. Nó không phải giống hàng gấm này. Gấm này là xịn sò hơn hàng gấm này chị nhá. Xịn sò hơn loại gấm này cho em. Chị nào E76 size L nên bán chỉ có 120.000 thôi. Size L mang vừa. Chị nào size L thì lấy cho em đi chị ơi. Size L mang vừa E76 cho em. Em đóng cúc á chị. Đâm là nó không được xinh á. Về chị đóng lại cho em này. Là nó lên cái form mà đẹp nhá. Lên form cho em cực kỳ xinh. E76 chị nào size L. Mã 23 cho em 120. Mã 23 cho em 120.000. Chị nào E76 size L cho em. Lấy 23 chốt 23. Mã 23 E76 chị nào size L. Size L mang vừa lấy 23 chốt 23. Rồi lấy nữa chị con này cho em này. Chị nào E70-72. Không, con này E68-70 thôi. Con này chị nào E68-70 nhé. Chị nào sẽ mang vừa cho em này. E68-70 quay đầu cho em con này. Chị nào mạ 34. Mạ 34 cho em nhé. 40.000 bạn 34. Lấy 34 chốt 34. 34 cho em 40.000. Chị nào sẽ SM. À quên. Chị nào sẽ E68-70. Nói một đằng là một nẻo thôi. Rồi lấy chị một con đuôi cá.
Một con đuôi cá hàng caro, nó là hàng xuông xuông nhá. Nó là phâm xuông nên các chị bầu bí cũng bon chen được này. Size S, M, size L để mặc được cho em con này. Lấy cá chốt cá, mạ cá cho em 40.000 mạ cá này. Cá 40 cho em nhé chị ơi. Rồi con này cho em nữa, nó theo chị nhá. Con này họa tiết theo, nói chung là nó theo toàn bộ cho em. Chị là 74 mang vừa, size M cho em. Lấy mã 28 cho em 40.000 mã 28. Lấy 28 chốt 28. 28 cho em 40k chị nào size M L74 nhá. Nói chung là size M lớn và size L nhỏ. Lấy 28 chốt 28. 28 cho em 40.000 mã 28 này. Mã 28 cho em 40. Lấy 28 chốt 28. 24 là con nào ấy? Con chốt rồi hả? 28 chị Phạm Vân luôn này, 40. Chưa mà. Rồi mẹ thấy rồi mà. 24 cơ. 24 này chốt rồi thấy. Chưa, lại chốt con đu mà. Đâu có con nào 24 nữa đâu. Chốt rồi, khổ quá. Hả? Bao nhiêu mẹ? Con nào 40. Chị ký ức lại sau mất tiêu rồi. Khổ thật đấy chứ. Rồi con này cho em đi chị này. Con này cho em nhá. Chị nào size L L76 cho em. Một con hoa màu vàng, lấy mã vàng đi. Vàng 30 cho em. Ấn nhầm. Mã vàng 30 không phải hả? Ấn nhầm. Chị không lấy con 28 hả? Vậy 28 cho chị ký ức. Chị ký ức lên lại cái số cho em với. Em chào chị Diệp Lương này. Chị ký ức lên số cho em với. Con là 40.000. Mã 28 cho em 40. Vàng 30 chị có may này. Mấy con chưa sao em bao nhiêu em? Chị ơi chị mặc size gì em lên cho. Em lên cho dễ. Thế còn bây giờ các chị hỏi em là đưa cái ấy đây. Ủa bút đâu ra mà lắm vậy, tự nhiên đâu ra. Đưa cái bịch cho mẹ, đưa cái băng keo cho mẹ. Cái này cho chị có may 30. Không em ấn nhầm 24. À ấn nhầm 24 hả? Khổ quá đi. Tội chị kỹ quá. Khổ quá đi chị kỹ quá. Nên khổ thôi. Mấy con trên xào em bao nhiêu? Mấy con trên xào là em có size S, size M, S, M, L. S, M, L cho em thôi chị ơi. Nó chỉ còn S, M, L thôi các chị nhá. Trên xào chỉ có S, M, L thôi các chị. Trên xào là em giờ chỉ có S, M, L thôi đấy chị. Con này nó là áo chị này. Con này là áo nhá. Áo chị nào size S, M cho em. Cực kỳ xinh cho em xẻ trước mà nó theo chị ơi. Áo cho em 40.000. Áo 40 S, M mang vừa. Mặc mấy con này các chị lên form cực kỳ xinh. Áo cho em 40.000. Size 76 đỏ đen mã 23 của Nguyễn Hợi. Cái gì? Eo 76 mã 23 đây. Eo 76 23 lụa gấm. Đây. Nguyễn Hợi. Chị Nguyễn Hợi lên số chưa? Rồi. Áo của chị Vân Như Trần kìa. Đây, con này 120. Ừ, con lên con này đi. Con ghi cái đó mẹ ghi này cho. Ô cái dây ăn một cái quận keo nó đâu rồi? Con kiếm cái nữa đi. Cái này bao nhiêu vậy? Con đó 120.000. Hồi chiều mới đây mà đi đâu hết rồi. Hồi chiều con bắt đâu ấy. Đây này. Đây luôn các chị. Con này 40. Này bỏ chị bắt như thầy. Vân Như Yên chứ lại ghi là Vân Như Trần. Vân Như Yên. Rồi bây giờ con đen này chị em này. Đen là nó là hàng xuông xuông chị nhá. Con đen là nó là phâm xuông cho em. Mà áo hết rồi chị ơi. Chị Nguyễn Hợi size 76 đỏ đen mã 23. À rồi ok chị. Hết rồi chị Ly Trần ơi, áo hết. Rồi con này cho em nhá. Chị nào mà size LXL cho em, nó là hàng phâm xuông cho em nhá. Nó là dạng xuông xuông mà cái này nó theo. Nó theo con bướm cho em chị này. Nó theo con bướm cho em nhá. Lấy mạ đen. Mạ đen cho em 40.000 thôi. Đen 40 chị ơi. Lấy đen chốt đen nhá. Đen cho em 40k. Chị nào size LXL mặc được. Chị nào thích mặc không xuông thì thành size L. Còn mà chị nào thích mặc ôm vào người thì nó là thành size XL cho em nhá. Nó là XL. Rồi lên chị một con áo xanh này. Áo xanh cho em nhá. Áo xanh là chị nào mà size. Cái này 40 của chị Chiêm Tú Hồng này.
Rồi cho em áo xanh cũng eo 70 72. Thế nào? Cái bên. Bên nào? Không, mẹ thấy bên này trước mà. Rồi con này cho em nhá, áo xanh cho em 40.000 thôi chị ơi. Bao nhiêu? Mặc mấy con này form cực kỳ xinh. 40, con là 40, con đen là 40. Rồi áo xanh cho áo xanh, áo xanh cho em 40.000 mà áo xanh này. Áo xanh cho em 40k. Áo mẹ bỏ con lên trần nhá. Rồi, bỏ rồi. Cái đó của chị Chiêm Tú Hồng. Rồi lên tiếp các chị một con form suông này. Lên tiếp các chị một con form suông nhá. Chị nào 55-60kg được mặc vừa chị em. Nói chung là cái hàng suông này các chị là từ 50 cho đến 60-65kg được mặc vừa. Nó là hàng sắt nách nhá, nên là các chị không sợ chật cái phần nách đâu nhá. Rồi lên mã xanh, xanh cho em 40. Xanh cho em 40k cho em nhá, hàng lỡ hàng dài. Nó là hàng dài cho em chị ơi, lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em 40.000 mã xanh này. Xanh 40, xanh của chị Phạm Vân được 40. Rồi đây tiếp này chị ơi, chị nào XL eo 80 cho em. Con này chị nào eo 80 đến 82 cho em nhá, có hàng nút. Xanh hết rồi chị Hải Hải ơi. Rồi eo 80 đến 82 mang vừa cho em con này. Chị nào lấy mã 591. 591 cho em 40.000 mã 591 này. 591 40k nhá, chị nào mà size eo 80 đến 82 mang vừa. Xanh hết rồi chị ơi lấy con này nhá. Chị mua Hải Hải lấy con này đi, con này đẹp lắm. Con này cho chị mua Hải Hải. Con nó đẹp với chị ơi. Bao nhiêu nhỉ? 40. Rồi em lên chị có một con trắng. Trắng thì chị nào sẽ SM cho em. Mà trắng cho em SM nhá, hàng kim sa. Trắng cho em 40.000. Mà trắng cho em 40k chị nào sẽ SM quay đầu. Ủa cái con, cái con áo vậy hôm chị nào lấy hả các chị? Đồ chị mặc lên đẹp lắm luôn các chị. Em chốt có một máy. Máy bên này em không chốt. Không phải đâu chị ơi. Không phải là không chốt mà là cái máy bên này em không nhìn thấy. Em phải nhìn cái máy chốt thì em mới thể nhìn thấy các chị. Em phải thoát ra vô lại chị ơi. Tại vì cái máy bên này nó không thấy được. Nó không nổi bình luận lên chị ơi. Chứ không phải là em không chốt. Khách nào cũng là khách hết các chị nhá. Không phải là em chê khách nhỏ khách kia đâu. Chẳng qua em không thấy máy bên đó. Máy bên này nó bình luận nó nhảy chị. Rồi lấy chị một con vàng. Vàng này sẽ SM L74. Mã vàng cho em 40.000. Vàng 40k nhá. Chị nào sẽ SM L72-74 cho em. Em không thấy bên này. Bên này nó không nhảy chị ơi. Em phải thoát ra vô lại mít. Lấy vàng chốt vàng. Em chốt con nào cho chị thế. Cái con này là chị này. Con này đẹp không lấy hả chị? Lấy chị ơi, hàng lỡ cho em. Có mà nút cho em này. Có phải dáng dài không em? Mà 23 dáng dài nhá chị ơi. Dài đến góc chân cho em nhé chị nhá. Vàng Phạm Vân. Vàng 40 chị Phạm Vân. Rồi chị ơi xinh lắm. Chị Hài Hài ơi lấy con này đi. Hàng không hả chị? Thấy chị không hả? Thấy chị ơi, giờ mới thấy chị này. Thấy nhá chị nhá. Thấy thấy chị ơi, giờ lấy chị con hoa. Lấy chị một mã hoa này, chị nào lấy hoa chất hoa. Hoa chị em cái gì vậy Hân? Lấy hoa chất hoa cho em nhá. Hoa chị nào SML cho em chị ơi. SML quay đầu, hoa cho em 40.000. Mã hoa 40k, chị gái họ Vũ. Cái trên xào, cái trên xào beo cho chị xem. Đâu có con nào là beo đâu ta. Rồi mã hoa cho em hoa 40 nhé chị ơi. Không có con nào beo, con đang phải beo chị. Con này size nhỏ lắm. Eo của nó tầm eo 66-68 thôi chị. Eo 66-68 mang vừa thôi. Lên con này cho em là mã 335. 335 cho em nhé, 120.000 mã 335 này. 335-120 không phải là beo chị ơi. Nó là họa tiết vàng. À quên nhỉ, nó có họa tiết khổ. Không phải là beo. 240 cô gái họ Vũ. 240 á. Hoa 40k á. À hoa đây. Gái họ Vũ hả? Khách cũ. Ủa sao mẹ không nhìn thấy nữa rồi? Mẹ con, thấy con qua bên cha kia ta xin. Ủa mẹ thấy chị mới hỏi là con beo trên xào thôi. Đó, bên không, giờ chị không lấy con ý đâu. Buồn quá mà. Buồn quá chị. Khổ thế chứ chị này. Không, chị Minh Minh bảo buồn quá. À, không, con này em đang bảo là chị ấy mà. Con này chị Hai Hai có lấy không vậy chị Hai Hai? Không, không, không. Không hả? Vậy hả? Rồi con này cho em một con đuôi cá, chị nào size lớn nhá. Chị đã XL mang vừa lên mã cá. Cá cho em 30.000 mã cá này. Cá 30 chị XL mang vừa eo 80 cho em chị ơi.
lấy cá chốt cá, mã cá cho em 30k. Cá 30 nhé, chị nào XL mang bộ eo 80 cho em chị ơi. Lấy cá chốt cá, cá 30.000 XL eo 80. Rồi hai bên là không thấy luôn hai bên rồi đó các chị. Rồi hai bên là không thấy nữa rồi đó. Rồi con ơi chị nào size L lớn eo 76 78 cho em. Con này eo 78 mà. Con này eo 78 mang vừa, chị nào size L lớn lấy xanh chất xanh. Hàng dài em chị ơi, xanh em 4.000. Cá chiêm tú hồng. Cá chị chiêm tú hồng. Chị xem em mà em không biết chị. Ai? Mình mình. Vậy á? Tại vì ẩn chị ơi không thấy. Cái này cho chị chiêm tú hồng 30 ghi vào con. Rồi xanh. Ngô Hải sau. Hả? Ngô Hải sau. Cái nào sau? Cá. Cá hả? Ghi nó vào ô con này. Mẹ bảo ghi cho vào. Vào nhà. 30. Chị Ngô Hải Hải hả? Lại sau mất tiêu chị Ngô Hải Hải ơi, khổ ghê. Rồi con này chị em chị nhá. Con này chị nào sẽ SM, nói chung là bây giờ hai máy em không nhìn thấy. Em phụ thuộc cho con bé chị nhá. Này. Máy này cũng không thấy luôn này. Con mua cả hai. Nên là chị nào chốt được con nào các chị chốt nhá. Bây giờ em không thiên về chị nói ấy. Hai máy nó không hiện nữa rồi. Con cầm hai máy con thoát ra vô lại cho mẹ. Rồi con này chị nào sẽ SM cho em này. Nhưng mà em nói trước các chị này. Cái này nó bị lỗi nhá. Phần lỗi đấy chị ơi. Nói chung là về các chị mà nhét nó vào á, may lại cho em ạ, sửa lại được thì mặc nhá, còn không thì tháo luôn ra cũng được. Tháo luôn ra cũng không ảnh hưởng đâu. Tháo ra thì nó không được đẹp bằng đấy này thôi. Lấy mã lỗi, hả? Xanh 40 có mã. Xanh đây. Rồi lấy mã lỗi, lỗi 50 cho em, dáng dài cho em chị ơi. Con này dáng dài cho em cực kỳ xinh nhá, hàng ôm. Form ôm body chị nào sẽ SM, xanh. Không chị ơi. Sao SM chị này eo 74 mang vừa hết nhá, 74-75 cho em. Lỗi cho em 50.000 thôi chị ơi, dáng dài cực kỳ xinh. 40k. Xanh đây, 40. Rồi mã dài 50, chị nào size SM. Mã xanh cho em 50.000 mã xanh này. Lên nhá chị một con cách tân lỗi này nữa. Trời ơi, chị ơi, các chị ơi. Chị nào size lớn nhá, 60-65kg. Em nói chị này, nó bị lỗi phần này nhưng may được. Còn cái phần nách này á. Còn cái phần nách này thì về các chị em nghĩ là tháo luôn làm sắt nách vậy. Làm sắt nách cho em nhé, cách tân bị lỗi. Lấy cách tân cho em, cách tân cho em 40.000. Cách tân cho em 40k mà cách tân này, đẹp lắm luôn các chị ơi. Về tháo ra làm sắt nách cho em nhé. Nó lỗi một phần đó thôi mà nó còn rất chi là xinh. Lỗi Nguyễn Như Yến. Lỗi là con kia, đó là cách tân. Lỗi đây, 50. Rồi lộ cách tân cho em, cách tân là 40. Cách tân Phạm Vân. Cách tân Phạm Vân á. Vân. Phạm Vân á, 40. Rồi lên chị con trắng này. Lên chị một mã trắng nhá. Trắng này chị nào XL mang vừa eo 80, con đó 50, con này 40. Rồi XL mang vừa cho em mã trắng, trắng 20.000. Mã trắng 20 là trắng chóp trắng cho em, trắng 20k. Mã trắng cho em 20.000, chị nào mà sai á. Sai XL mang vừa eo 80 cho em. Rồi lấy chị con áo này. Con áo này chị em nhé, chị nào eo 74, size M. Lấy áo chốt áo, áo cho em 40.000 mã áo này. Mã áo 40 cho em. Có đơn gì vậy? Ai? Nguyễn Như Yên. Nguyễn Như Yên chưa có đơn, chị ơi lên số cho em. Cái đó chốt cho chị Phạm Vân đi, 40. Rồi con này chị em lấy áo chốt áo cho em. Mã áo nhá, áo cho em là 40.000 này. Lấy áo chốt áo 40. Mã áo cho em 40k, chị nào mà size M eo 72-74 cho em. Rồi lên chị một con trắng theo. Con trắng theo này chị nào sẽ SM cho em. SM mang vừa nhá, lấy trắng theo chốt trắng theo 30. Mã trắng theo cho em 30k, mã trắng theo này. Chị nào lấy trắng theo chốt trắng theo 30 chị ơi. Trắng theo 30.000, rồi con đây chị nào size L, XL. Chị nào XL mang vừa eo 80 cho em chị ơi. Con này eo 80 mang vừa cho em nhá, một chiếc quần cho em cực kỳ xinh. Chị nào lên mã 169, 169 cho em 50.000 mã 169 này. 169 50k, chị nào XL mang vừa eo 80 cho em. Lấy 169 chốt 169. 169 cho em 50.000 mã 169 này. Trắng quả mây. Trắng quả mây, con lấy cái đó đi cái này cho. Rồi lên chị một cái quần cho em, lên cho chị một con quần trắng này. Lấy quần chốt quần đi. Quần các chị size L, XL. LXL các chị mặc được cho em nhé. Lấy quần chốt quần. Quần cho em 50.000 này. Mất rồi. Mã quần 50 chị nào size LXL mang được. Có dáng thoải mái cho em chị ơi. LXL mang được cho em nhé. Lấy quần chốt quần 50.
Còn chị này nó là số gì giờ đâu nhìn được đó. Không thấy à? Thoát ra còn lại mất ấy rồi. Mất số điện thoại rồi. Khổ thế nhỉ. Quần chiêm tú hồng. Quần chiêm tú hồng. Hết quần. Đây. Hết quần. Ai hỏi? Hết quần rồi các chị ơi, hết quần nhá. Em còn mẫu mẫu khác. Em vẫn còn mẫu khác nhá các chị ơi. Trời ơi, chị kia chị lên cái mất tiêu rồi. Chị ơi, lên lại cho em với. Chị Phạm Ban ơi, lên lại số cho em với. Nó mất rồi, không thấy nữa rồi. Chị cái gì, Yên á. Yên gì á. Yên gì á. À, chị Yên gì lấy con gì đó. Con nói là con gì? Con lỗi. Con lỗi đệ. Con lội đen đấy chị ơi, lên lại số cho em với. Chị gì Yên gì rồi? Quên mất rồi. Nó bị mất rồi các chị ơi, mất cái bình luận của chị nó bay mất tiêu rồi. Nó bay như một cơn gió vậy. Thoát ra vô lại là mất tiêu rồi. Rồi size LXL cho em nhé chị ơi. LXL cho em con này. Lấy mã 520 cho em, nó là màu bò. Cái này là dạng kaki chị ơi. 520 cho em. Đấy, chị đợi ở ngay đây nhé. Được con à? Nhưng mà giờ hết mất rồi. Đây. Mã 520 cho em. Ôi con trắng này cơ mà. Trắng là trắng này mà, đâu phải trắng kia. Mẹ nhìn này. Mẹ lộn con này. Con này là trắng heo, khổ quá. Đọc bộ đường lên mà đẹp quá chị. Cái gì mà nó cứ lộn xào lộn xộn vậy trời. À để con qua bên này. Thoát ra vô lại đi, thoát ra vô lại là thấy. Con qua bên trong. Thoát ra vô lại. Rồi lấy chị một con xanh này. Không thấy. Xanh này chị nào cho bé thôi. Xanh thì của bé thôi nhá, không thấy thì thôi. Mã xanh cho em, xanh cho bé cho em 20.000 này. Lấy xanh chất xanh. Mã xanh cho em 20k mã xanh nhá. Xanh 20k, bé nào nhỏ nhỏ. Bé nào tầm 25kg thôi. Mã xanh cho em 20.000. Bé nào nhỏ nhỏ thôi nhá, bé nào tầm 25kg mang cuộc. Con này cũng của bé này. Bé xanh và bé trắng. Bé xanh và bé trắng cho em chị ơi, 20.000 một chiếc thôi chị ơi. Bé xanh hoặc bé trắng cho em nhé, 20k. Lấy bé xanh hoặc bé trắng cho em. 20.000 bé xanh hoặc bé trắng cho em chị này. Bé xanh bé trắng cho em 20.000 thôi chị ơi. Các chị ơi tương tác cho em rồi cho nó khỏi ẩn đó chị nào. Nó mất luôn cái bản bình luận nó rồi. Rồi con ơi chị nào E72 nhá. E72 mang vừa lấy hoa chất hoa, hoa 30. Má hoa cho em 30k chị nào E70, 72, thẻ XML. Lấy chị con đen này, hàng lỡ, không sợ ai nhỉ. Hàng lỡ nhá, chị nào L74. Nằm giữa size màu và size lỡ L74 đến 75 luôn chị ơi. Lấy đen chất đen cho em 40.000. Mạ đen cho em 40k. Mấy con này các chị mặc lên form khỏi phải chê rồi. Đen cho em 40. Nằm giữa màu và lờ cho em. Lấy đen chất đen nhá, đen cho em 40.000 mạ đen này, đen 40. Rồi lấy chị con này theo chị ơi. Con này theo nhá, có nút cho em. Chị nào lấy theo chất theo. Theo chị nào L7 con. Đen 40 chị Phạm Vân. Rồi lấy theo cho em, theo 30. Mã theo cho em 30.000 E72 thôi các chị nhá. Theo cho em 30k E72 mang vừa. Lấy theo chốt theo, theo cho em 30.000 mã theo. Theo 30, rồi lấy chị con này màu hồng cam này. Màu hồng cam nhá, E73, 74. Lấy cam chốt cam, cam cho em 30.000. Mã cam cho em 30k, chị nào lấy cam chốt cam, cam 30. Con đưa hai điện thoại lên mẹ cho nó nhanh nhá. Cam cho em 30.000 mã cam nhá, cam 30. Mã cam cho em 30.000, mã cam, cam 30 chị ơi, cam cho em 30.000. Em phải vừa like với cái điện thoại chị ơi, không nhìn thấy các chị này. Rồi lấy chị con vàng. Vàng chị là E7274 cho em, mã vàng cho em 20.000. Vàng 20 nhá, E7274 chị nào sẽ SM cho em này. E74 mang vừa cho em, lấy vàng chốt vàng, mã vàng cho em 20.000. Mã vàng cho em 20k, chị nào lấy vàng chốt vàng nhá, vàng 20. Mã vàng cho em 20.000. Vàng 20 chị nào E74 mang vừa cho em. Chị nào sẽ SM mặc được. Lên cho chị một con hoa nhí. Hoa nhí nữa chị nào SML nữa chị ơi. SML mang vừa cho em có độ co giãn. Lấy nhí chút nhí. Mã nhí cho em 30.000 mã nhí thôi. Nhí 30. Các chị size S, size M, size L cho em nhé. Mã nhí cho em 30.000 mã nhí này. Nhí 30 SML mặc được. Lấy nhí chút nhí, nhí nhí 30, SML mang được cho em chị ơi. Rồi lấy chị một con vàng dáng dài, con này chị nào size lớn chị này. Dáng dài tay lỗ cho em nhá. Dáng dài tay lỗ cho em, con này chị nào mạ 38 đi. Mạ 38 cho em, chị nào L88. L88, mạ 38 cho em 40.000 nhá.
Mã 38 L88 trên 30k. Rồi mã 38 L88 trên 30.000 thôi chị ơi. Hàng lỗ à, hàng dài cho em. Mã 88 ai nhỉ? Mã 38 L88 trên 30.000. Size to dáng dài. Rồi đấy các chị này. Con ơi chị nào size L L76 nhá. Size L L76 cho em cổ 3 giọt nước cho em chị này. Đây mã 237. 237 cho em 20.000 mã 237 nhá. Lấy 237 chốt 237, 237 cho em 20.000. Con thoát ra bên lại bên đó cho mẹ đi. Thoát ra một lại 38 quả mới. Không, đây. Đây đây. 30. 30 chị có may. Chị có may ơi, con này đẹp lắm mà không lấy thì chị có may. Con hoa nhí này, 30.000 này chị này. Lấy luôn con này đi, con này xinh lắm. 237 của chị Phạm Vân. 237 chị Phạm Vân này. 20.000. Con này 20. Rồi chị Phạm, ai chị có may lấy luôn con này đi. 30k thôi chị ơi, lấy mạ nhí. Nhí 30 nhá, đẹp lắm chị. Mấy con đó cực kỳ xinh luôn chị. Rồi đây đấy chị, con này cho em này. Con này chị nào size nhỏ. Ai, không phải, có chị có may. Con này chị nào L68-70 cho em. Con này L68-70 nhá, chị nào lấy mạ nhỏ. Lấy nhỏ, chất nhỏ, nhỏ cho em 30.000. Con đó phải đâu. Con đó không phải. Đây. Đó, đúng rồi. Mã nhỏ cho em 30k, mã nhỏ này, nhỏ 30. Chị nào mà sẽ thôi nhá, L68-70 cho em. L68-70 quay vừa, mang vừa. Lấy mã nhỏ. Con thích hoa nhí đó. Con thích hoa nhí hả? Trời ơi, con đó mọc lên đẹp lắm chị. Mã 237 có mây. 237 hết rồi chị ơi, 237 hết tiêu rồi. Giờ con này chị em này, nằm giữa M và L nhá, L74-75. L74-75 mang vừa lấy mã chim, chim cho em 20.000. Chim 20, L74-75 cho em. Nằm giữa size M và size L nhá. Size M lớn và size L nhỏ. Chim 20. Mã chim cho em 20.000 mã chim nhá. Lấy chim tuyết chim, chim 20. Rồi con này chị lấy mã 233. Mã 233 cho em chị nào mà size S thôi. L68-70 mang vừa. Mã 233 cho em 20k. 20k mã 233. Chị nào lấy 233 chắc 233. 233 cho em. Nào cái gì? 233 cho em 20.000. Rồi con này theo chị nhá. Con này theo cho em chị ơi, chị nào cho bé thôi. Con này cho bé thôi, chứ chả có chị nào mà nhỏ xíu như này đâu. Rồi mã bé cho em 20.000. Bé 20k nhá, lấy bé chất bé, đẻ bé 20. Con thoát ra vô lại cái điện thoại đi con, thoát ra vô lại hết đi. Không là nó ẩn, không biết đang làm một lần đâu. Rồi con này cho em L74-75 này. 233 của mây. L74-75 mang vừa lấy mã sen, sen 20 nhá. Lấy sen chất sen cho em 20.000. Mã sen cho em 20k đây. Lấy sen chất sen, sen sen 20. Mã sen cho em 20.000. Chim này đẹp không lấy chị? Chim này xinh này. Rồi lấy mã sen cho em, sen 20.000 mã sen nhá. Chị là L74 mang vừa cho em. Sen cho em 20.000 mã sen này. Sen 20 L74 chị nào size M. Ôi chết cha. Mã sen cho em 20 mã sen, sen 20. Chị nào mà size chị nào size M L74 cho em. Size M L74 cho em nhá chị nhá. Rồi con này chị nào L76-78. Chị nào size L lớn. L76-78 mang vừa. Mã 78 đi. Mã 78 L78 cho em 20.000 thôi chị ơi. 20k mã 78 L78 nhá. Chị nào size L. Size L lớn L76-78 mang vừa. Mã 78 L78 cho em 20.000. 20k mã 78 L78 cho em. Chị nào size L lớn L76-78 lận. Rồi con này chị nào size S này. Con này chị nào size S nhá. L68-70 lấy mã nhỏ. Nhỏ cho em 20.000 mã nhỏ này. Nhỏ 20 con thoát ra mua lại bên đó cho mẹ đi. Mã nhỏ nhỏ cho em 20.000 mã nhỏ này. Nhỏ 20 nhá. 78 có may. 78 chị có may này. 78 hết, hết 78 chị ơi, chị nào hỏi á. Ngô Hải Hải. Chị Ngô Hải Hải sao nay khổ thế trời. Sao mà nay khổ vậy trời, hôm nay được con nào vậy trời. Rồi con này cho em nhá, chị nào size S, size M. À không, size S thôi. L70-71 nằm giữa size S và size M. Lấy mã xanh, xanh 20 cho em. Mã xanh cho em 20k. Mã xanh nhá, chị nào xanh chất xanh. Xanh 20. Xanh xanh cho em 20.000. Rồi con này chị nào cũng size nhỏ này. Lấy mã nhỏ cho em, nhỏ 20 nhá. Nhỏ cho em 20k, chị nào size nhỏ. Lấy chị một con form suông. Cái này nào theo cho em nhá chị nhá. Một con form suông chị nào 60kg với đầu.
60kg vừa cho em, đơn giản mà xinh này. Nó theo cho em, nó bị rơi một ít đấy chị này. Rồi, về giặt giùm em nhá. Lấy mã theo đi. Theo cho em 20.000 mã theo nhá. Theo 20 chị là 60kg mang vừa cho em. Nó bị rơi cho em, nó bị rơi về giặt giùm em chị ơi. Lấy theo chất theo, theo 20. Mã theo cho em 20.000 mã theo nhá. Theo 20 chị nào mà eo 7, chị nào 55-60kg. 55-60kg mang vừa, lấy theo chất theo, theo theo 20. Rồi con này cho bé đấy chị ơi. Này cho bé thôi nhá. Này chị nào mà sẽ S, một là các chị sẽ S, hai là các chị lấy cho bé. Lấy mã nhỏ, lấy mã 36 đi. Mã 36 cho em nhá. 36 cho em, 50.000 mã 36. Mã 36 50k. Chị nào sẽ S hoặc là các chị lấy cho bé cũng được. Lấy 36 chất 36. Rồi con này chị nào size lớn này. Chị nào 60-65kg nhá. 60-65kg mang vừa. Nó là dạng xếp ly và dạng là quần ống váy cho em nhá. 60-65kg luôn chị ạ. Nói chung là nếu mà chị nào size L thì về các chị thắt, các chị thay đi dây thun nhá. Thay đi dây thun là nó thành size L. Còn các chị mà để nguyên này thì các chị 60-65kg đều mặc được. Tại vì nó co giãn thoải mái cho em. Quần là quần ống váy chị ạ, xếp ly. Chị nào lấy mã đen đi. Đen cho em, đen 50 nhá. Đen cho em 50k mã đen này, lấy đen chất đen, đen 50.000. Mã đen 50, chị nào lấy đen chất đen cho em, đen 50. Em có một con trắng dáng dài ấy chị này. Con trắng dáng dài, con này chị nào size nhỏ. Dáng dài size nhỏ nhất, chị nào lấy mã trắng, trắng cho em 50.000. Trắng cho em 50k mã trắng này. Trắng 50, chị nào size nhỏ thôi các chị ơi. Không, cũng không nhỏ đâu, chị nào sẽ SM. Eo 72-74 nhá, không nhỏ, em nhìn vậy thôi nhưng mà nó không nhỏ. Eo 72-74 mang vừa, nói chung là SM các chị mặc được. Mấy trắng chốt trắng cho em, trắng 50.000. Rồi kéo quá đà rồi, không kéo được xuống rồi, mắc vào cái này nữa chị ơi. Nó bị mắc vào cái này nhá, vẫn kéo là bình thường thôi chị ơi. Về kéo lại cho em. Rồi trắng 50. Con ơi, để ý cái điện thoại cho mẹ đi. Theo 20 này. Để chị xếp mẫu này. Trời ơi, nó bị ẩn với chị ơi. Theo chị xếp mẫu này khỏi gần đi vậy. Rồi lấy chị một mã nu. Nu này chị nào size lớn. Nu cho em nhá, chị nào eo 84. Con eo 84 quay đầu cho em. Lấy nu chút nu, nu cho em 20.000 mã nu này. Mã nu cho em 20k. Chị nào eo 82-84 mang vừa. Lấy nu chút nu nhá. Mã nu cho em 20.000. Nu 20, lấy nu chất nu. Rồi con này chỉ là size nhỏ. Eo 68-70 chỉ là sẽ S thôi, lấy mã 04. Mã 04 chỉ là sẽ S mang vừa. Trời ơi chị này. Lấy 04 chút 04 nhá. Mã 04 cho em 30.000. 04 30k chỉ là sẽ S. Eo 68-70 quay đầu chưa. Chỉ là sẽ S mang vừa. Sẽ S mang vừa, em có một con này chị này. Em còn đúng một con thôi. Bán lên chị con này cho em này. Còn đúng một chiếc nhá. Con này chị nào mà size ăn. Con này nó là size L nhưng mà các chị XL cũng mang được. Tại vì nó là hàng không xuông á. Nó là hàng xuông xuông cho em nhá. Nên là rất chi là dễ mặc luôn chị. Chị nào mà 55-60kg đều mặc được. Còn nguyên tem cho em. Mọi khi em bán con này các chị là 80.000 này. Mọi khi em bán con này là 80k. Nu có mây. Nu đây. Nu chị có may này. Con này bán lớn chị con này 60.000 thôi. Lấy vàng nhá. Vàng hàng xuông cho em 60k. Còn đúng một chiếc. Bán lớn cho chị con này. Mới nhiều lắm cơ. Còn đúng một chiếc thôi chị ơi. Lấy mã vàng. Vàng cho em 60.000 mã vàng. Vàng 60. Loại vàng cho em 60.000. Vàng cho em 60k. Lỗ vốn nữa chị. Nói chung là con nó là giờ là bán lỗ rồi các chị ơi. Không có lời được tí nào đâu. Còn đúng một con thôi. Bán lớn cho các chị 60. Vàng chị Phạm Vân này, 60 này. Rồi con xanh này cho em nhá. Xanh này chị nào size M. Đúng rồi, 60 kia rồi đấy. Rồi lấy xanh chất xanh cho em, xanh 30.000. Xanh 30 eo 74 cho em chị ơi. Này nó theo chị nhá, nó theo cho em. Xanh cho em, size M eo 74. Hết vàng rồi chị ơi, hết vàng rồi. Rồi lấy mã xanh, xanh 30.000. Ai lấy á? Khổ quá, chị cậu mai rồi. Hết mất tiêu rồi. Hết mất tiêu rồi chị ơi. Hôm bữa em nhiều lắm luôn á. Em bán hết trơn. Em lấy được cái lô đó. Nó còn nguyên tem mà rẻ nữa. Hết trơn rồi.
Rồi con trắng này cho em này. Trắng này nhá, chị nào em 70 71 072 được chị ơi, tại vì có độ co giãn. Mã trắng cho em 20.000 thôi. Trắng 20 chị ơi, nó còn mới lắm luôn á. Nó phải mới đến 9 trên 90%. Con này mới trên 90% cho em nhá, mã trắng cho em 20. Trắng cho em 20.000 thôi chị ơi, trắng 20. Con này nó là hàng xuông xuông nhá. Các chị size S M thôi. Size L mặc cũng được nhưng mà size M thì mặc nó ôm, size L thì mặc nó sẽ ôm nhá. Còn các chị size S M thì nó sẽ thành hàng xuông. Còn các chị size L thì nó sẽ thành form ôm cho em. Trắng của chị có may. Rồi con này là mã 46. Mã 46 cho em nhá. À 20.000 mã 46 này. Lấy 46 chấp 46, 46 20. Lấy 46 chấp 46 cho em. Mã 46 cho em 20.000. Rồi con này cho em một con lụa hai lớp nhưng mà size nhỏ lắm luôn các chị. Con này chị nói eo 68 thôi, mã 68 eo 68 cho em. Mã 68 eo 68 cho em nhá. Mã 68 eo 68 cho em 30.000. Nhỏ nhỏ nhưng mà lại xinh. Mấy con xinh xinh thì lại size nhỏ. Rồi lấy chị một con form suông size lớn này. Một con form suông size to nhá, chị nào 60kg quay đầu. 60kg mang vừa, nó là hàng form suông, lấy suông chốt suông, suông 30 cho em. Có túi chị này, lấy suông chốt suông, suông cho em 30.000 mã suông nhá. Suông 30k, chị nào 60kg quay đầu cho em. Mã suông cho em 30.000. Suông 30 chị nào mà eo, chị nào 60kg con ơi. Để ý cái điện thoại cho mẹ đi, đừng có, cái giờ này con đừng có. Mã 86 của chị à? Chú Lê Trần này. Suông của mây. Suông của chị có may này. Cái này của chị à? Đó, eo 68. 30 của chị à? Cái gì? Lê Trần. Suông 30 của chị à? Có may hả? Rồi lên chị một con hoa nhí này. Lê Trần đâu? Lê Trần đâu á? Đó chị. Nãy mày bỏ Lê Trần rồi mà. Nãy có cái này bảo đi chăn. Nãy là mẹ người là như Nguyễn Như Yến. Thì con tìm xem con để đâu. Nguyễn Như Yến á? À đúng rồi. Cái lỗi lúc này của Nguyễn Như Yến. Lỗi là của chị Nguyễn Như Yến à? Nhưng mà cái số điện thoại nhưng mà thật ra vô lại chị mất rồi. Phải không? Phải có chị Nguyễn Như Yến không? Vậy đấy. Mẹ bảo lên số điện thoại. Đấy, Nguyễn Như Yến đây. Hên quá. Cái đó chị nào Ly Trần. Ly Trần. Áo Ly Trần nãy mẹ bỏ đó. Áo á, con coi cái đó con là gì. Ở đây không có, ở đây không có đâu. Ly Trần á, con chốt cho mẹ chốt đâu. Xuông hết xuông rồi chị ơi, hết xuông rồi. Hết trơn xuông rồi. Của chị Ly Trần như chưa có đơn chị Ly Trần ơi. Có rồi. Ủa vậy ở đâu? Có rồi nhưng mà mẹ chưa. À hay là lúc đó chị cũng lấy nhưng mà không được. Chị ơi lấy lại số cho em với. Lấy lại cho em cái số chị Ly Trần. Rồi con này chị nào eo 74 nhá. Eo 74 mang vừa một con hoa nhí này. Lấy nhí chốt nhí. Mã nhí cho em 20. Không có ở đó đâu, làm gì mà ở ngay đây thôi mà, ở đó hoàn toàn là đơn hôm qua, không có ở trong đó, đừng có nhảy vô trong đó. Rồi con này chị em, con này chị em này chị nào mà, con ghi đi. Ghi nhở, lấy mạ nhí 20 nhá, nhí trên 20k mạ nhí này, nhí 20. Rồi lấy chị con đỏ này, đỏ chị nào size nhỏ eo 68 mang vừa. Lấy đỏ chất đỏ, đỏ 20, eo 68 nhé, chị nào size nhỏ. Lấy mã đỏ, đỏ cho em 20.000 mã đỏ này. Mã đỏ 20k. Thôi mẹ thấy chị ghi ra rồi. Chị mà ghi mà khổ sở vậy hơn. Rồi con này là áo chị nhá. Lấy chị con áo. Áo này chị nào size M, eo 74. Mà lại ghi nhá. Con ghi vào luôn đi. Size M, eo 74 mang vừa áo cho em 20.000. Mã áo 20 nhá, lấy áo chất áo cho em 20k. Chị nào eo 74 mang vừa cho em. Lấy áo chất áo 20. Rồi con này cho bé đó các chị, size nhỏ lắm. Lấy mã xanh. Eo 66 đến 68 thôi nhá. Lấy xanh chất xanh 20.
Mã xanh cho em 20k mã xanh này. Xanh 20 lên cho chị một con màu tím. Màu tím này là tím gì? Áo Ni Hòa. Á chị Ni 20. Ở đâu rồi? Đơn chị Ni đâu rồi? Đó, ngay đít con đó. Bên này này. Lấy mã tím, tím 30. Tím chị nào size L. Các chị size L, XL mặc được nhá. Lấy tím cho em 30.000. Tím 30. Cái này chị nào mặc cao quá thì làm thành áo cho em nhá. Còn chị nào mà thấp thấp như em thì làm thành cái đầm. Còn các chị cao thì làm thành cái dạng như áo dấu quần cho em chị nhá. Lấy mã tím, tím 30. Ơi. Tím trên 30.000 mã tím. Tím cỏ mây. Tím chị cỏ mây 30, ghi cho mẹ đi. Rồi lấy chị con lụa này. Hết xuông. Hết xuông rồi chị ơi. Rồi con này chị nào size L đỏ nhá. Đỏ cỏ mây. Đỏ 20, xuông 30 con ghi vào cho mẹ. Xuông gì? À con tím đó, quên con tím 30. Đỏ này là 20. Rồi con này chị em mã lụa 30, chị nào size L. Size L mang vừa cho em nhá, lấy lụa chất lụa này. Lụa 30.000. Lụa 30 chị nào size L mang vừa. Size L mang vừa lấy lụa chất lụa, lụa 30. Không tốt cho chị cái nào hả? Đấy. Ngô Hài Hài. Chị ơi, không phải là không chốt mà là chị bị chị lên chậm á. Do mạng chị ấy chị ơi, hôm nay do này do cái mạng của chị ơi, không phải là không chốt cho chị đâu. Do là tại cái mạng á chị. Rồi con này chị nào size S nhá. L6870 cho em. L6870 mang vừa chị nào size nhỏ cho em này. Lấy mã vàng đi, vàng cho em 30.000. Vàng 30 nhé, chị nào size S, L6870. Lụa cỏ mây. Lụa cỏ mây chị 30 này, đi vào. Chị có chút. Không, không. Ai? Không. Không. Không chị ơi. Không có chị ơi, không thấy. Không thấy nên là không chốt, chứ không phải là không chốt cho các chị đâu. Bao nhiêu vậy? 30. Rồi con này của bé nhá, này hàng gấm này. Màu xanh này các chị bé trai, bé gái mặc đều được cho em nhá. Bé trai bé gái thì đều mặc được chị này. Lên mã bé đi. Bé 20.000. Bé 20 chị ơi, bé cho em 20k nhá. Mã bé bé nó tầm 25k thôi. Bé là 25k mang vừa, nó là hàng gấm cho em, cực kỳ xinh. Tất cả chị chốt sau chị ơi, mạng chậm lên nhỏ lên sau á. Nên là không được á chị. Rồi con này cho em nhá. Trời ơi, các chị là XL L80. Nó cũng là vải lụa cho em. Mã 80 L80 cho em 30.000 này. Mã 80 L80 cho em 30k chị ơi. Mã 80 L80 cho em nhá, 30.000 thôi. 30k mã 80 L80 mang vừa. Rồi con này L72. Chị nào size màu. Chị là mã 240. 240 cho em 20.000 mã 240 nhá. 240 20k. Cuối cùng chị Ngô Hài Hài có được một con. Còn 80 Ngô Hài Hài. 80 chị Ngô Hài Hài. Đây 30.000 cho chị. Hết 80 chị ơi. Rồi con này cho em nhé. Lấy mã 240 cho em 20k. 20k 20, 30. Con là 30. Rồi con này có độ co giãn. Các chị size màu, size S, size M, size L nhá. S, M, L các chị mặc được. Có độ co giãn cho em chị ơi. Chị lấy mã 31. Mã 31 cho em 30.000, mã 31 nhá. Lấy 31 chốt 31. Mã 31 cho em 30k, SML. Ừ, chị đơn cũ đâu còn nữa đâu. SML quay đầu cho em, lấy 31 chốt 31. Mã 31 cho em 30.000, mã 31 này. Rồi caro này cho em nữa chị này. Con này của bé nhá. Bé nào tầm 30kg quay đầu cho em. Con ghi chữ hài hài đấy nhá. Con ghi đàng hoàng vào, không mang biết được nào đâu. Rồi con này của bé nó tầm 25-30kg cho em chị ơi. Nó là hàng phong phong xuông xuông á. Nó là phong xuông cho em nhá. Lấy caro cho em, caro 30.000. Caro 30 bé nó 25-30kg mang được. 25-30kg quay đầu cho em, lấy caro chắc caro. Caro cho em 30.000. Caro 30 chị ơi, lấy chị một con màu vàng này. Con vàng chị nào size S size nhỏ, L68-70. Vàng cho em 20.000 mã vàng. Vàng 20 nhá chị nào size S. L6870 cho em. Rồi con này chị là L72. Con này L72 cho em hàng lỡ. Nhường lại mã 80 cho chị thấy đi em.
Tầm lô tầm mưa của chị là Ngô Hải Hà, có con lụa thôi, con lụa là hai chị lấy chắc không đủ. Rồi con này cho em, con này hàng lỡ chị nhá, con này L72 mang vô cho em, con này lấy mã 01 01 cho em, 30.000 mã 01 01 30 L72 cho em chị ơi, hàng lỡ chị này. L72 quay đầu cho em, lấy 01 chất 01 01 30 cho em, 01 cho em 30.000, lấy chị một con màu trắng. Mã trắng nhá, trắng chị lại L70 sẽ cho em 01 lấy trắng. 01 30. Đó ta, đang nói bao nhiêu quên mất rồi. Hình như là 30. Mã trắng. Trắng cho em 30.000, trắng 30 chị nào mà sai em. Sẽ L68 70. Mã trắng cho em, trắng 30. Rồi lấy chị con đen on body này. SML các chị mặc được hết nhá. SML quay đầu cho em. Các chị thấy không? Co giãn. Nói chung là con này co giãn hơi bị nhiều luôn. Đen cho em 30.000 mặt đen. Đen 30 chị ơi. Con dục mãi thích trắng. Đen cho em 30.000, SML các chị mặc được. SML quay đầu cho em, lấy đen chấp đen, đen 30. Rồi con này nó là hàng form suông nhá. Chị làm L68 70 cho em. Này nó thêu này, màu hơi lạ. Hàng lỡ lên mã 200. 200 cho em 30.000 mã 200. 200 30k các chị sẽ thôi, L68 70 cho em. Mã 200 màu hơi lạ một tí xíu nhá. 200 cho em 30.000 mã 200. Đen đấy. Đen đấy. Ơ con này. Đen đi chẳng nói. Đấy thấy, đen đấy thấy. 30. Ly Hoàng. Chị Ly Hoàng à, em có một chiếc cho chị Ly Hoàng, một chiếc cho chị Ly Trần. Đâu ta, hồi chiếu em để đâu ta? 01 á hả? 01 hết các chị ơi, hết 01. Em còn một chiếc các chị Ly ơi. Bao nhiêu? 30. Không biết là để đâu ở đây. Em có một chiếc hình như là khi nãy sao nhỉ? Mai em kiếm cho. Hai loại đen mà. Hai loại đen mà. Không. Đen ly trần. À đen, đen, đen ly trần. Đen, đen, ly hoàng. Ừ. Con bỏ cho chị đi. Bỏ cho chị ấy trần đi. Rồi. Rồi. Còn con này. Ủa, đâu phải. Bẹ đen cho con. Đâu chị ly trần đâu. Đây này, chị Ly Trần làm gì lại có đen mà bỏ đen con này. Ừ. Này vớ vẩn thật đấy chứ. Quên ha. Mai em kiếm nha chị ơi, giờ em vắt đầu nữa được cơ. Em còn một chiếc, hai chiếc y chang nhau. Bao nhiêu? 30. 30. Rồi caro cho em nhá. Caro cho em của L68-70 cho em. Lấy caro, chất caro này. Thì lại con bò nhầm đơn. Caro 30, không phải màu đen. Cái đấy là con gì á? Không phải màu đen. Con bị lộn, con nghĩ lộn chứ không phải là đen thôi. Rồi. Cái con này nó bảo không phải mà cứ cãi hoài. Rồi con này cho em sẽ xem màu cho em nhá. 30. Ừ. Rồi con này cho em, chị nào sẽ xem màu cổ yếm này. Đằng sau nó họ lưng nhá. Chị nào lấy mã yếm. Yếm cho em 30.000 mã yếm này. Yếm 30 chị nào sẽ xem màu cho em. Mã yếm cho em 30k mã yếm nhá. Yếm 30. SM quay đầu. Mã yếm cho em 30. Rồi con này nó là dạng cái gì nhỉ? Cổ là cổ sơ mi cho em nhá. Nó là form đầm. Con này form đầm này, SML chị mặc được, lên mã đầm đi. Đầm 30.000 mã đầm nhá, đầm 30. Thì đúng rồi. Có chị Ly, Ly Trần là có một con, chị Ly Hoàng một con, hai chiếc giống nhau mà. Mỗi người một chiếc. Rồi con này mã đầm cho em, đầm 30 này. SML mang được cho em nhá. Nó là form đầm á, nên là dễ mặc lắm. Rồi con xanh này cho em. Xanh nó theo đầm 30 chị Mi Hoàng. Ừ. Rồi con này chị em, chị nào L74 này, nó theo hình con đuôi công chị này. Xanh cho em 20.000 mã xanh nhá. Xanh 20k chị nào L74 đến 75. Nằm giữa M và L. Nằm giữa M và L mang vô cho em. Lấy xanh chất xanh, xanh 20. Rồi con này của bé nhá. Bé là tầm 25 kỳ thôi chị ơi. Caro của bé cho em này. Lấy mã bé. Trời ơi các chị này. Nó chạy viền cho em. Bé 30. Mã bé cho em 30k, bé là 25 kỳ. Mã bé cho em 30.000. Con thoát ra cô lại cả hai bên cái điện thoại mẹ này.
lời cải đêm giữa chân chị xem coi vừa không. Rồi con này chị em nhé, con này chị là size M lớn. Lấy cô gái chị em, cô gái 20. M. Cô gái 20, cái này là quần chị ơi. Cái này là quần á. Mã 200 cho chị không? Mã 200 của ai? Lê Trần. Mã 30 Mon Hòa. Bé chị Mon Hòa, đây, này 30 của chị Lê Trần này. Lê Hoàng. Này chị Lê Trần này. Bé chị Mon Hòa này. Bao nhiêu vậy? 30. Được rồi. Này từ lời, lời cải đêm giữa chân chị xem coi vừa không em. Này là quần chị ơi, không phải là không phải là áo đâu. Con này chị là XL L80 cơ, mã 169. 169 cho em nhé, 50.000 mã 169 này. 169 50k. Chị nào size L L à, chị nào LXL lấy mã 169 cho em 50.000. Này là quần chị ơi, không phải áo đâu. Ơ, bị văng rồi. Cái đó cho chị Ly Trần, bỏ qua chị Ly Trần đi. Còn cái kia là chị Mom Hoàng. Con ghi thì mẹ nhớ mà đừng có không cần. Rồi con này sọc, chị nào 55-60kg. Mã sọc cho em 50.000. Sọc 50 nhé, chị nào size XL. Ghi vào chị Mom Hoàng chưa có. Rồi kim sa. Kim sa cho em, chị nào sẽ SM cho em thôi. Kim sa cho em nhé, 50 mã kim sa này. Nói chung là quần là 50.000 một chiếc thôi các chị. Quần là 50 thôi chị nhá. Rồi đấy chị con cỏ mây. Hả? Cô gái cỏ mây, đây. Quần Mon Hòa. Có quần mà chị lấy size gì á? Chị ơi em lên lại này. Chị Mon Hòa thôi. Con này là mã 1 quần 50, quần 50 Mon Hòa, quần 50k. Biết là quần 50 rồi nhưng mà chị lấy con nào? Con này là mã 169 cho em nhá. Mã 169 này, rồi con này là sọc này. Và con này là kim sa nhá. Đó, chị lên lại cho em với. Rồi con này lấy mã xanh. Xanh này là chị nào size L thôi. Xanh này size L cho em nhá. Xanh cũng 50. Nói chung là quần là đồng giá hết chị ơi. Cô gái cậu mới. Cô gái rồi. Con này size L thôi. Con này E76 lấy mã xanh đó. Em còn mấy chiếc đó, chị lấy con nào á? Còn con xếp ly này. Xếp ly này chỉ đạn 60-65kg nhá. Nói chung là nó rất là to. Nó là dạng quần ống váy ấy. Xếp ly cho em 50.000 hết. 169 Mon Hòa. 169 đây. Đây đây đây. Kim sa Châu Ngọc Khoa. Quần kim sa. Kim sa chị Châu Ngọc Khoa. Lên số cho em chị ơi. Này cho chị Mon Hòa này. Kim sa 50. Các chị ơi lấy cho em đủ đủ đơn đi đơn chị nhá. Cái này đẹp. Ấy đi đừng có ấy nữa. Mình cũng ngồi đó mà thẻ than dòng nó thùng lum quá. Rồi cái này họa tiết cho em. Họa tiết hình con gấu nhá. Dễ thương lắm đó chị. Chị là E74 mang của họa tiết gấu cho em này. Cực kỳ xinh. Nói chung là họa tiết con vật. Chị nào lấy mã 223. 223 cho em nhá. 30.000 mã 223 này. 223 cho em 30k. Rồi 223 chốt 223. 223 cho em 30.000. 30k mã 223 nhá. Rồi cho em con này. Để mặc lên cho chị coi nó đẹp lắm luôn chị ơi. Con này hơi lạ nhá. Con này cực kỳ lạ luôn. Lấy chị một mã lạ này, chị nào lấy lạ chất lạ cho em. Mã lạ, lạ 50 cho em chị ơi. Mã lạ 50 nhá. Chị nào size M thôi. Con này E74. Con này E74 cái đầu nó hơi nhăn một tí nữa chị mới lại là xinh này. Rồi lấy lạ chất lạ, lạ 50 cho em chị ơi. Mã lạ cho em 50.000. XL vừa không em. Cái nào? Chắc là 169. Chắc vậy. À chị Mong Hoàng hỏi á. Vừa chị ơi, nếu mà XL là chị vừa con đó. Con đó chị vừa, con đó XL mà. Con đó XL cho em. Rồi con này cho em nhá. Lấy chị một mã lụa này. Lấy chị một con lụa, chị nào lấy lụa chất lụa. Lụa này cho em chị nào size lớn. Không, con này chỉ nào size L thôi. Con này chỉ nào size L thôi nhá. Lấy lụa chất lụa, lụa 30. Size L mang vừa, lấy lụa chất lụa. 223 là bao nhiêu vậy? Mã lụa cho em. 223 là L74 chị ơi.
223L74 cho em size M nhá. SM các chị mặc được. 223 cho em 30.000, L74 mang của chị nào size M. Size M lớn cho em. Mã 223. Cái đó chị lên số cho. Ok, chị đã tính xong. Giờ mẹ đang like mà. Con bố con xem thử nhá. Đừng cứ đợi yên ạ. Con đừng có nhảy tìm lum. Đừng có nhảy linh tinh của mẹ, để đó tiếng mẹ sợ. Mẹ đang like con đừng có ấn vô rồi. Coi tin nhắn thì phải trả lời chứ, coi không trả lời người ta lại chửi cho. Đấy người ta gọi là mất lịch sự đấy chưa? Đúng. Con hay gặp những người đó. Coi là phải coi tin nhắn là phải trả lời. 223 váy. Không. Chị mặc XXL cơ. 223 đây. Ai hỏi? Ngô Hải Hải không vừa. À con này chị không vừa. Chị Ngô Hải Hải em cho chị con này này, lấy con này xinh chị này. Nếu mà chị được XL em chị lấy con này cho em nhá, con này đẹp này. Có độ co giãn cho em chị Hải Hải này. Khổ quá, chốt biết không được. Chốt biết không được, khổ quá đi. Đây, một con này. Ba con này. Từ đầu like đến giờ không có chị nào lấy đây. Nên bán rẻ lắm, các chị lấy được cái gì lấy hết đi. Không vài bữa là không có đâu. Lấy được cái gì là lấy nhá, không là vài bữa là không có đâu. Đây chị ngồi hài hài ơi, con này to quá rồi. Ui con này to quá chị. Con này chỉ là L90 lận. Mã 90, L90 cho em chị ơi. Size to nhá, 30.000. 30k mã 90, L90 cho em. Con này to quá, đây chị ơi con này đi. Con này đẹp này. Mã 41. Mã 41 cho em 40.000 mã 41 nhá. Mã 41 40 lấy luôn đi chị. Lấy luôn khỏi phải suy nghĩ nữa. Họa tiết cho em cực kỳ xinh, có 40.000 thôi. Đẹp lắm chị. Lấy con này nhá. Cho chị mua là 2 đi. XL 41. Đúng rồi. Ai? XL 41 vừa không? Vừa ai hỏi? Vừa hả? Một hỏi. Khoan. Mẹ đã hỏi chị Ngô Hải Hải mà. Không, chị tự. Chị cái đó em đang hỏi chị Mo Hoàng. Chị Mo Hoàng có lấy không? À chị quên. Chị Ngô Hải Hải có lấy không? Để cho chị Mo Hoàng này. Rồi con này cũng eo 80, 82. Không phải. 41 XL. Cái con này 41 con đó là thường gì nữa. Rồi kem size 30. Thì con lộ ra. Kem size cho em 30.000 nhá. Chị nó eo 80, 82 cho em này. Lấy kem size chút kem size. Kem size cho em 30.000. 90 là gì? Đây 90 đây. Mã. Của ai? Xếp hộ. Xếp mẫu. Xếp mẫu. 41. 30. 41 của ai? Có. Ô 22 có lấy. Rồi ok chị. Mẹ này. Con lằng nhằng ghê gớm luôn ấy con ạ. 30 đúng không? Con mã 90 là 30. Thì con bị lộ không? Trời ơi, bữa nay em bán con này. Các chị biết em bán bao nhiêu tiền không? Đùa chưa bán á. Đây, cho chị Hải Hải. Rồi con màu cam này cho em. Mã cam nhá. Cam 30 cho em luôn này. Mã cam cho em 30.000. 41 hết rồi chị ơi. Mã cam cho em cũng L90 cho em nhé. Mã cam cho em 30k mã cam 30. Của ai đó? Mẫu. Rồi mã cam cho em 30k con này cũng L90 cho em. Lấy cam chút cam 30. Rồi con tím này L82, 84 có độ co giãn. Tím cho em 30.000. Mã tím 30 nhá, lấy tím chút tím 30. Mã tím trên 30.000, chị làm mà sai. Eo 82, 84 chị. Chốt cho đi, phải không em? Hả? À? Mất hòa. Không phải đâu chị. Con đó chị Ngô Hải Hải rồi. Tại vì em đang hỏi. Xếp mộ. Cam 30 chị xếp mộ.
Tại em đang hỏi chị kia ấy, chị ơi, thông cảm nhá. Chị chốt miết từ khi nãy giờ không được. Được hai con rồi. Giờ mới được, chị có được cả hai chiếc à? Nên em gọi, em để ở đó cho các chị đó. Rồi con này cho em, chị nào sẽ S hay M? Cam cũng hết. Rồi sẽ S hay M, em 74 nhá. Một con trắng theo, trắng 20 đấy chị ơi. Này là theo cho em này, trắng cho em 20.000, em 74, size M. Cái con này xinh này, không chị nào ưng à các chị? Trời ơi, eo 82, 84 này, có độ co giãn cho em. Nó là dạng hoa 3D ấy chị. Nó là dạng hoa 3D nhé. Các chị nhìn nó vậy thôi, mặc lên đẹp lắm. Tím cho em 30.000. Tím 30, lấy tím chút tím, tím cho em 30.000 này. Rồi con xanh này cho em. Xanh đi chị nào, xanh nhỏ nhá. Xe S cho em này. Xe S mang vừa, xanh cho em 20.000, này là theo. Xanh 20 chị nào, xe S. Eo 68 đến 70 thôi. Nói chung là size hơi nhỏ. Eo 68 70 mang vừa là xanh chất xanh. Xanh cho em 20.000. Rồi con này bị dính dơ nhá, về chị giặt cho em. Chị đặt eo 74. Eo 74 cho em size M, lấy mã. Lấy mã lỗi đi. Chuyển khoản rồi nhé. Hai. Khu hoàn. Vậy anh chị em chưa kiểm tra thì em like xong tín kiểm tra nhé. Tím Ngô Hải Hà. Tím đây, 30. Chứ chị Hải Hải này. Của ai? Ai hỏi? Có mày xui cả. Tím luôn chị ơi. Con bé em kêu chị có may xui quá. Rồi con này cho em nhá. Chị nào eo 72, 74 nó bị dơ thôi chị ơi. Nói chung là bị dơ nhá. Lấy mã dơ đi, dơ 20.000 cho em. Đẹp nhá chị ơi. Cái vải cực kỳ xinh, còn xinh, nói chung là nó chỉ bị bẩn thôi. Để tạp cho em. Mã dơ. Hết tím nữa chị, hết tím. Hết tím. Mã dơ 20. Rồi cái này theo này. Chị nào sẽ S eo 68 70 nhá. Eo 68 70 mang vừa cho con này. Lấy mã 17. Mã 17 cho em 20.000, mã 17. 17 20k. Lấy 17 chốt 17. 17 cho em 20.000. Rồi đây chị nào XL đây. Eo 80 đây. Mã 80, eo 80 cho em nhá. Dáng dài cho em 30k thôi. Lấy dài chất dài. Dài 30 XL mang vừa eo 80 cho em này. Mã dài cho em 30.000. Dài 30. Châu Ngọc Hoa. Hả? Dơ Châu Ngọc Hoa. Đây, dơ Châu Ngọc Hoa đây. 20. Hoa. Châu Ngọc Hoa 20.000. Tặng D. Tặng cái gì? Chị Thu Hòa và tặng D. Tặng. Có người lấy rồi chị ơi. Châu Ngọc Hoa có đơn rồi đúng không? Nãy chị có đơn rồi mà. Dài Ánh Tuyết. Dài chị Ánh Tuyết. Dài chị Ánh Tuyết. Châu Ngọc Hoa. Tao đưa cái đơn à, chị Ánh Tuyết phải khách cũ không chị ơi, em không nhìn thấy. Rồi có chị Ánh Tuyết khách cũ. Có đơn. Chưa. Con này đi. Hình như là mẹ không nhớ đấy. Cũng còn bao nhiêu đơn, mới biết là của chị nào không chị nào? Anh Tuyết 30. Rồi lấy chị con này cho em nhá. Lấy chị con này cho em này. Chị nào eo 68 70 sẽ S thôi chị ơi. Sẽ S mang vừa, eo 68 70 mang vừa cho em. Lấy mã 250. Khách biết ý. Mã 250 cho em 20.000. 250 cho em 20k nhá. Chị nào mà sai em sai gì quên rồi. Size S, eo 68 70. Rồi con này cho em này. Chị nào size L, XL cho em chị ơi. L, XL cho em nhé. Có bo chuôn ở sau. Con này cực kỳ xinh luôn chị. Màu cũng đẹp nhá. Không có, con ghi cho nhanh đi. Đừng có tìm nữa. Mai mẹ kiếm cho nhanh. Rồi con này chị nào size L, XL cho em. Một con quần kiểu cho em chị nhé. Màu cũng xinh nữa. Chị này mạng 46. Mạng 46 cho em 50.000, mạng 46 nhé. Chị nào size L, XL là mặc được. LXL được mặc được cho em nhé chị ơi. Hết dài với chị. Mã 46 cho em. 50.000 mã 46, 46, 50. Không. Không. Mày dở à? Thì phải cứ nói không đi. Cái gì? Ai hỏi cái gì? Tốn tiền với cô nhiều rồi ý. À. Ánh Tuyết. Rồi con này cho em nhé. Chị nào cũng sai LXL. À không chị, con tím là của chị Ngô Hải Hải chị ơi. Rồi size L, XL cho em này chị này, có độ co giãn nhá.
Đây 46 chị Mong Hoa này, 50 này. Rồi con này cho em, chị nào lấy mã đen đi. Đen cho em 50.000 nhá. Một con quần kiểu cho em với chị này. Một con quần kiểu cho em, mã đen, đen 50. Chị nào size LXL mặc được. LXL mặc được cho em, mã đen, đen 50. Đen đen 50 cho em nhá. Mã đen cho em 50k, chị nào size LXL. Rồi con này cũng bị dơ cho em này, chị nào size lớn. Con này chị nào size L nhá. Con này size L mang vừa. Rồi chị nào lấy mã dơ đi, 20.000. Dơ 20 đi chị ơi. Đấy cho lời hôm nay bán là xả là xả sập nhà luôn. Xả là sập, xả sập nhà, xả sắp mặt. Mã dơ rõ à eo 80 mặt vừa không em. Con nào? Em yêu. Con nào? Dơ. Con dơ á, con dơ này á chị. À, con dơ khi nãy là không vừa. Con dơ khi nãy là có eo 72-74 thôi chị. Không vừa đâu, cái con dơ lúc đầu là eo 72-74 thôi, không vừa, eo 80 không vừa đâu. Còn con này chị nào eo 74 này. Con này eo 74 đến 75 nhá. Eo 74-75 mang vừa lấy caro, caro cho em 20. Caro cho em 20.000 ạ, caro. Caro 20. Em có hai chiếc này giống nhau chị này. Nhưng mà nó mỗi tội là màu đậm một. Con dơ. Con dơ là eo 72. Còn cái con này là bao nhiêu ta? Eo 72-74 gì đó. Nói chung là hai con nhé. Hai con dơ đều eo 72-74 cho em. Vậy em sẽ dùng chị đi để chị chọn cái khác. Rồi ok chị. Bỏ con đó vào chị nào ra. Có chị nào đây? Châu Ngọc Hoa. Châu Ngọc Hoa. Chị có được một con à? Rồi con này chị em chị nào size L này. Con này size L nhá. Eo 72-74 chị. Nói chung là một con dơ tay dài và một con rô ca rô. Một con ca rô và một con tay dài đều eo 72-74 hết. Size SM à. Size SM. Rồi con này chị em nhá. Một con là của bé, một con của người lớn đi. Mã cặp cho em 30.000 một chiếc nhá. Mã cặp nó chỉ khác cái màu thôi. Màu đậm màu nhẹ, hôm bữa em có màu biết nằm góc nào nữa cơ. Đậm và nhẹ cho em. Chị nào lấy mã cặp. Cặp cho em 30.000 một chiếc mã cặp này. Rồi đây chị con đầm. Lấy đầm chất đầm nhá. Mã đầm cho em chị nào SML. SML mang vừa mã đầm. Đầm 30 thôi chị ơi. Đầm cho em 30k SML quay đầu. Lấy đầm chất đầm. Mã đầm cho em 30.000. Đầm 30 SML cho em nhá. Đầm cho em 30k SML quay đầu. Lấy đầm chốt đầm, đầm đầm 30. Đen màu nào à? Đen á. Đen đây. Không. Đen trước kia. Là đen đen đấy. Đây là trước kia kìa. Tao hỏi không hiểu mày luôn á. Rồi lấy chị con trắng này. Đầm Ánh Tuyết. Đầm chị Ánh Tuyết. Ủa chị ơi con này size L thôi á. Size L thôi chị ơi. Đây anh tiếp. Đây. Khoan chứ. 30. Rồi con này chị em nhá. Con này chị nào eo 74 cho em. Eo 74 cho em mà trắng. Trắng 20. XL đen á. XL đen đây. Size L XL đều mặc được đây. Mẹ nói con này là đen mà. 50 này. Của ai? Môn Hòa. Đấy. Cái này mày làm tao rối não rồi đó. Mẹ một máy đây này. Đó, chân này. Không phải đo đâu chị. Con đó nói chung là em sờ, con đó biết nó lại bao nhiêu. Rồi con này cho em nhé, bị lỗi một tí đấy chị này. Bị lỗi một tí đấy thôi. Chị không vừa đâu, nếu mà chị XL là không vừa đâu. Tại vì con đó chỉ là size L thôi. Con đó chị không vừa đâu, đừng có lấy. Con không, con kia thì vừa của chị kia. Rồi con này bị lỗi nhá, chị nào sẽ ép thôi. Chị nào lấy em tặng nhá, mã tặng đi, nó bị một tí nữa thôi chị này. Một xíu xíu đây, chị nào biết theo á, về theo cho em nhá. Mã tặng. Mã tặng cho em, lấy tặng cho tặng này. Rồi con này chị nào eo 68-70, nó là hàng lụa cho em nhá. Nó là vải lụa, lụa hai lớp cho em, nhưng mà chị nào sẽ ép thôi, size nhỏ lấy mã tím. Tím cho em 30.000. Mã tím cho em 30, lấy tím chút tím. Lúc chị lấy cái em đã bảo là không vừa rồi. Caro tặng đây.
Tặng cho chị Ly Trần. Rồi con này chị em nhé chị ơi. Lấy mã vàng. Vàng này SML thôi. Em 80 cho chị. Ai? Chị Anh Tuyết. Rồi để em xem có con nào em 80 đưa chị. Con đó chị. Đầm đấy. Đầm chị nào? Hết đậu. À. Đầm anh Tuyết không vừa đúng không? Ừ. Đầm cỏ mây. Đầm chị cỏ mây 30. Trắng cỏ mây. Trắng 20 của chị cỏ mây. Con đó ghi cho mẹ. Con này để rối não thật đấy chứ. Ủa, tự nhiên đầm, con này cũng đầm. Con này lấy mã vàng. Vàng cho em SML đi. Mã vàng khoan, chị có mai con vàng này hay con đầm này đấy. Tự nhiên lên đầm một cái, không biết đầm nào với đầm nào đấy, khổ ghê luôn. Rồi con đầm hoặc con vàng nhá. Mẹ, rồi nào theo con đó. Tao đang nói một đường thì nó nhảy một đường luôn. Rồi mã đầm này. Đầm là size L nhá. Đầm này cũng SML này. Mã vàng hoặc mã đầm đi. Vàng hoặc đầm cho em, lên lại cho em với chị có mai ơi. Tự nhiên hai con đầm một lúc. Mã vàng hoặc mã đầm lại cho em nhá. Ly Trần đây đúng vậy. Đúng rồi. À đây. Đây đây này. Của bé một cặp khi nãy đây này. Một cặp đây. Chị nào lấy cặp không? Ba chiếc luôn. Chị nào lấy luôn ba chiếc không chị ơi? Một cặp cả đây. Cả hai. Cả hai hả? Ok chị. 30 ngàn. Mỗi cái 30. Rồi ba chiếc y chang nhau với chị này. Size L, size S. Không, hai bé size nhỏ nhá. Hai cái này của bé đều size nhỏ, bé nó tầm 25kg thôi. Hai cái đều của bé. Nhưng mà một cái vàng, một cái trắng cơ. Của bé này là màu trắng này. Bé này màu vàng này. Còn của mẹ là màu đậm hơn nhá. Của mẹ màu xanh đậm hơn cho em. Ba chiếc cho em chị ơi. Chị nào lấy nguyên ba chiếc không? Màu đậm, màu nhạt, màu vàng chứ. Ba chiếc ba màu đi. Nó giống y chang nhau, mỗi tội là cái màu nó hơi khác nhau một tí. Rồi con ơi chị nào, em 72, 74 cho em nhá. Chị nào lấy mạng 50. Mạng 50 cho em 30.000, mạng 50. Mạng 50 30k, chị nào size S, M. Em 72, 74 cho em. Lấy 50 chấp 50. Mạng 50 cho em 30.000. Mạng 50 30k. Lấy chị con lụa này. Lụa này chị nào size nhỏ nhá, eo 68-70. Nó là size M nhưng mà nó chỉ là size S thôi. Lấy lụa chốt lụa, lụa 30.000. Lụa 30 chị ơi, lụa 30k nhá. Lấy lụa chốt lụa này, lụa cho em 30.000. Ôi chết cha, từ nãy giờ sạc pin không cầm cái này. Cái gì vậy trời? Của con cũng có 27% mà. Chết rồi các chị ơi, đợi em một xíu. Nó sạc pin từ nãy giờ em quên, em không để ý. Của con có bao nhiêu phần trăm? 27. Cái gì vậy trời? Vào đây. Cho một giây vào. Này. Thiệt hình đấy chứ. Mỗi kìa. Hai con kìa. Kệ em đi. Ơ. Vấn đề bị sao kìa. Ok. Mày đúng là tự nhiên nó bị trong. Rồi con này cho em nhá. Các chị size LXL cho em này. LXL mang được cho em này mã 57. Mã 57 cho em 50k mã 57 nhá. Lấy 57 chấp 57. 57 cho em 50. Mã 57 cho em 50.000. Chị nào size LXL cho em. LXL mang được lấy 57 chất 57. 57 cho em 50.000 mã 57 này. Rồi caro màu tím. Con này chị nào size màu eo 74 nhá. Eo 74 bao vừa lên mã tím. Tím cho em 30. Mã tím cho em 30k mã tím nhá. Lấy tím chất tím này. Tím 30. Rồi con trắng này. Trắng chị nào size S thôi. Trắng size S nhá. Chị nào S 68-70 mang vừa mã trắng cho em 30.000 mã trắng này. Trắng 30k.
lấy trắng chất trắng trắng 30.000 của cái kia không chị nào ưng hết hả các chị? Thế là ba cái giống nhau á. Rồi con này sẽ SM. SM mang vừa nhá, lấy mã đỏ, đỏ trên 30.000. Đỏ 30 lấy đỏ chất đỏ này. Đỏ trên 30k chị nào sẽ SM mặc được. SM mang vừa mã đỏ, đỏ 30 cái này cho em nhá, nó bị bung chỉ này. Về các chị may lại cho em nhá, nó không phải bị lỗi đâu. Bị bung chỉ thôi, về may lại giùm em với. Rồi con này chị nào cũng sẽ eo 6870. Eo 6870 mang vừa ha. Ừ, lấy mã xanh, xanh 30.000. Xanh 30 con phát cái điện thoại ra cho mẹ đi, phát cho bố lại xem nào. Xanh 30 nhá, lấy xanh trước xanh kia, xanh 30. Rồi con này eo 76 size L. Hả? Sôi lửa. Sao? À, em chào các chị. Rồi con này chị nào size L mang vừa, mã trắng, trắng 30.000 mã trắng nhá. Trắng 30k chị nào size L E76 cho em này. Mã trắng 30 E76 chị nào size L. Lấy trắng chốt trắng, trắng 30 lấy cho chị một con kim sa. Kim sa này có miếng lót chị nhá, nó không ngứa đâu chị ơi. Lấy kim sa chốt kim sa. Rồi con này bị lỗi rồi chị nào đem tặng đi. Mà tặng cho em nhé, nói chung để ý thì mình thấy đâu các chị. Để ý thì thấy thôi nhé, mà chị nào sẽ ép thôi, E68 để mua cho em. Lấy mã tặng. Tặng chị nào size nhỏ. Em có con cách tân đấy chị này. Một con cách tân cho em nhé, SML. SML quay đầu, lấy cách tân cho em. Cách tân cho em 30.000. Cách tân 30k SML các chị mặc đủ. Hôm nay chị nào size nhỏ lợi thế này. Em xả, nói chung là toàn là size nhỏ là nhiều. Rồi SML quay đầu cho em nhé. Lấy cách tân cho em, cách tân 30. Thoát ra vô lại cho mẹ đi con. Rồi con đỏ này chị nào sẽ ép. Con đỏ này chị nào sẽ ép mang vừa cho màu. Hả? Dạ, xếp mộng. Dạ, chị xếp mộng, size nhỏ lắm nhé, chị xếp mộng nhé. Con này chị nào sẽ ép mang vừa mã đỏ. Đỏ 30 chị ơi. Mã đỏ cho em 30k mã đỏ. Lấy chị con lụa này. Lụa chị nào eo 80-82. Con này E82, 84 chị nhá, lấy mã xanh đi. Xanh cho em 30.000 mã xanh. Xanh 30, E82, 84 quay đầu. Lấy xanh trước xanh, xanh 30 chị nhá. Mã xanh cho em 30k, E82, 84 luôn chị. E82, 84 mang của, lấy xanh trước xanh. Xanh 30, con ơi tập trung cho mẹ đi. Giờ không phải giờ nghịch. Lấy xanh trước xanh cho em, xanh 30.000. Xanh 30. Cơ tơ là gì? Hách tân. Hách tân hưu hoàng. Hách tân chị hưu hoàng. Xanh mon hoàng. Xanh mon hoàng. Nó là cái ấy được mẹ đâu rồi. Đây. Mẹ các bạn đừng nghịch cái giờ này. Giờ này không phải giờ nghịch biết đâu. Con ghi tặng đi. Tặng cho chị kia đi. Này là chị mong hoàng này. Chị mong hoàng này. À quên. Xanh của chị Hưu Hoàng. À chị ơi. Chị mong hoàng. Đây cách tân của chị Hưu Hoàng này. Cách tân chị Hưu Hoàng này. Tặng cho chị xếp mẫu ghi vào. Lại quên bây giờ. Còn một cái nữa đâu. Cái của con vứt đâu. Dưới cái bịch này này. Đi đâu. Cứ để một nơi, tìm một nơi không. Rồi con này cho em nhá. Con này chị nào size con này tay lớn chị này. Dáng lớn tay lớn nhá, chị nào eo 70-72. Eo 72 quay đầu cho em. Hết xanh nữa chị ơi. Rồi, eo 72 mang vừa. Đúng rồi, xanh chị mong hoàng đó. Xanh chị mong hoàng chị ơi, hết rồi. Rồi con này cho em nhá. Hết tân hết, hết tân hết. Rồi, nói to lên không ai cấm con nói đâu, cứ phải là thì thà thì thầm vậy. Mệt ghê luôn. Eo 72, mã 72 cho em. Mã 72, eo 72 cho em, 30.000. Tặng cho chị xếp mẫu. Mã 72, eo 72 cho em, 30 chị nhá. Mã 72, eo 72 cho em, 30k. Rồi con này cho em nhá, nó là họa tiết đuôi công chị ơi. Họa tiết hình đuôi công cho em chị, cực kỳ xinh này. Một con đỏ. Đó là chị nào size M lớn nhá, E74-75 cho em.
Eo 74-75 quay đầu, lấy mã đỏ, đỏ 30. À rồi ok chị. Mã đỏ cho em 30.000, mã đỏ nhá, đỏ 30. Tại em thấy chị chốt xanh lớn mà, con đó lại là xanh nhỏ. Mã đỏ cho em 30k, chị nói đỏ chấp đỏ, đỏ 30 cho em nhá. Rồi con ơi chị nói size L. Đỏ có mây, đỏ có mây. Đỏ chị có mây 30. Rồi size L mang vừa cho em 72 có 30 luôn, chị có mây luôn. Hai cái 30. Rồi cô gái cho em 20.000, cô gái 20 chị nói F76 size L. Cô gái cho em 20k. Cô gái 20 F76 chị nói size L nhá. Rồi con này là áo chị này. Lấy chị một con áo. Áo chị nào F74 đến 75 chị em, nằm giữa size M và size L nhá. Áo cho em 30.000 mà áo này. Áo 30, chị lấy áo chốt áo cho em. Áo 30k nhá, nằm giữa M và L. Nằm giữa M và L mang vừa cho em, lấy áo chốt áo, áo 30. Mà áo cho em 30.000 mà áo. Rồi con xanh này cho em này. Con này có độ co giãn. Chị nào F80, 82 luôn chị ơi. Chị Tuyết Vân lấy con này không? Chị Ánh Tuyết chứ em lộ. Chị Anh Tuyết lấy con này không? E82, 84 này, co giãn cho em, xanh 30 nhá. Mã xanh cho em 30k, xanh 30. Con đó có độ co giãn đó chị. Lấy xanh chất xanh, xanh 30. Lấy cho chị một con đuôi cá này. Hàng đuôi cá E74, chị nào size M. Lấy mã cá cho em 40.000. Mã cá 40 nhá, lấy cá chất cá cho em, cá 40k. Chị nào size M E74 cho em. Chị nào size M E74 mang vừa. Lấy cá chốt cá, mạ cá 40 nhá. Rồi con này cho em, cái này các chị không thích các chị tháo này. Không thích tháo được các chị nhá. Không ai lấy thích chị lấy. Hả? Có mây. Xanh 30. Xanh 30. Ai thích sao? Cho chị biết đi. Rồi con này cho em nhá, sẽ SM cho em lấy kim sa. Kim sa cho em 20.000 ạ, kim sa. Kim sa 20. Chị nào mà sẽ xin mời, hình như em còn một con như vậy với chị. Hình như em còn một con, chị ơi đem tìm cho. Cho mỗi chị một chiếc này. Lấy kim sa chất kim sa. Kim sa cho em 20.000 ạ, kim sa nhá. Kim sa 20 thôi. Đâu rồi không biết. Em nhớ em có một con như vậy mà. Chị xanh cho chị gì nhở, chị Ánh Tuyết. Em có một con nữa chị ơi. Biết nằm góc nào nữa cơ. Đây chị có may lấy con này không, màu đỏ này. Cũng là size lớn cho em đi chị ơi. Màu đỏ nhá, chị có may lấy con này cho em đi. Cũng là size to cho em, 30.000 này. Mã đỏ 30. Con này to quá chị ơi, này to quá. Eo của nó phải tới 95-100 đấy chị. Nhưng mà các chị mặc thành form suông cho em. Thành form suông nhá. Thành form suông đi. Rồi đây chị con vàng này. Một con vàng caro. Và đây chị nào sẽ xem màu. Trời ơi, nó bị lem nhẹ nhá. Nó bị lem nhẹ thôi chị ơi. Vàng cho em 20.000 đi. Vàng 20 chị nào FM mặc được. Mã vàng cho em 20.000. 20k mã vàng, chị nào sẽ xem màu quay đầu. Mã vàng cho em 20. Vàng 20 cho em. Lấy cho chị một con lụa hai lớp này. Kim sa có mây, đỏ có mây. Hết đỏ rồi, kim đỏ 30 này. Kim sa 20 này. Rồi mã lụa cho em. Lụa nhá, lụa chị nào sẽ L68-70 thôi. L68-70 mang vừa, lụa cho em 30.000. Mã lụa 30 L68-70 chị nào sẽ S thôi này. Nói chung là size nhỏ cho em. Size S mang vừa cho em nhá, lấy lụa chốt lụa. Mã lụa, con này size lớn đấy các chị này. Chị Anh Tuyết lấy con này không? Con này xinh thì chị Anh Tuyết thôi. Chị Anh Tuyết, ok nhá. 30k. Mã 30, 30.000. Thôi chị Anh Tuyết một. Mã 30 chị nói Anh Tuyết. Rồi cái này của bé này. Bé là tầm 25kg thôi. Bé là 25kg nhá. Mã bé cho em 20.000. Mã bé cho em 20k. Mã bé 20. Bé
Bé xem 20k, bé nó tầm 25kg. Em có một con khoác của bé này. Một con khoác của bé nhá. Khoác này con mặc á? Đúng. Con mặc đi đâu một con mặc? Bé cho em đi, bé nó tầm 30-35kg đổ lại mong vừa cho em nhá. Không, ừ đúng rồi, tầm 35kg. Khoác cho em 20.000. Các chị là những bé nào mà kiểu gì nhỉ? Ăn mặc hơi ngầu một tí á. Mặc hơi ngầu một tí, mặc con này một tí xinh đi. Thưa các bạn, bà nhiều áo lắm rồi, bà đừng có lấy nữa bà. Mệt bà. Khoác cho em 20k đấy chị. Lấy khoác cho bé đi. Xinh á. Các chị lấy về các chị phối thử con. Cực kỳ xinh. Khoác cho em 20k. Không, chị nào sẽ ép cũng được. Chị nào sẽ ép mà cũng được, không thì lấy cho bé cũng được. Ai bé Mong Hoàng. Bé chị Mong Hoàng 20 thôi, không phải ghi đâu. Đẹp lắm luôn chị Mong Hoàng. Rồi con này chị nào sẽ ép nhá. Eo 68-70 lên mạng lá. Lá cho em 30.000 mạng lá nhá. Lá 30. Lấy lá chất lá cho em, lá 30k. Hơi bị lạ luôn chị. Hơi bị lạ và hơi bị ngầu. Hơi bị lạ và hơi bị ngầu luôn chị. Rồi lên chị con lụa. Đó. Đẹp lắm luôn chị ạ. Được ạ. Đó, thấy chưa? Tôi xong được khui kiện để có được để cho áo. Con thì có mặc đâu. Áo khoác chắc là chục cái trên chục cái mà. Có xài đến đâu mà lấy chị lắm vậy. Rồi con này chị nào eo 68 quay đầu thôi nhá. Con này sẽ S mà S nhỏ, eo 68, mã 68, eo 68 chứ em. Nó là vải lụa chứ em, 30k. Mã 68, eo 68 chứ em, 30.000 thôi. Chị nào sẽ ép rồi con lụa. À con này của bé này. Bé nào cũng 25kg nhá. Trời ơi. Bé là 25kg mà vừa. Bé 20. Mạ bé xem 20.000 mạ bé. Bé 20k nhá. Bé 20. Bé nào tầm 25kg. Bé nào 25kg quay đầu cho em. Mạ bé 20.000. Sao toàn con lụa size nhỏ vậy trời. Con này cũng size nhỏ nhá. Sẽ ép cho em. Mạ 49. Mạ 49, 30, lấy 49 chốt 49. Mạ 49 cho em 30k, mạ 49 này. Lấy 49 chốt 49, 49, 30. Rồi đây chị nào mà sẽ XL cho em. XL mang vừa nhá. Chị nào lấy dây, mạ dây cho em, 50.000 mạ dây nhá. Dây 50 XL mang vừa. Lấy dây chốt dây cho em, mạ dây cho em. Dây XL cho em nhá. Quần 4 ống á. Mấy quần bột ống nó nằm đâu nữa. Cái quần... Rồi con này chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em con này. Lấy mã 248. 248 cho em 50.000 mã 248 nha. 248 50k chị nào sẽ SM thôi nhá. Sẽ SM mang vừa lấy 248 chất 248. 248 50. Mã 248 cho em 50k. Rồi con này chị nào sẽ XL. XL cho em chị ơi, đằng sau có dây chun này. Mạ 3, 314. Mạ 314 nhá, toàn quần ống rộng thôi các chị ơi. Ống rộng hoặc ống đứng cho em. Mạ 3, 314 cho em, 50.000 mạ 314 này. 314 50 chị nhá. 314 cho em 50.000. Lấy chị một con màu vàng. Mạ vàng cho em chị là 60-65kg. Nhưng mà em nói các chị này, cái con vàng này nhá, về các chị thay cái dây này cho em, nó bị nhão mất tiêu rồi. Vàng cho em 30.000. Thôi tặng nhé chị đi. Mã tặng đi, để chị thay dây thun đây. Tặng nhá. Tặng chị nào size lớn 60-65kg cho em chị chị ơi. Thay cái dây là mặc được cho em nhá. Nó chỉ nhão cái dây thôi, cái vải còn đẹp lắm. Mã tặng chị nào size to. Đầm của bé 20k em nha. Của ai? Chị nào á? Mong Hoàng. Chị Mong Hoàng ơi, con này hả? Cái này là chị, cái loại này đúng không? Hay là loại hoa sen á? Chết cha, từ nãy giờ hai cái của bé cơ. Cái hoa sen này, chị ơi. Mã 1 này. Và mã 2 nhá. Lấy mã 1 hay mã 2 chị ơi, lên lại cho em với. Nó bị ẩn, rồi mới thuận nó mới nhảy bình luận. Tạm đi hòa. Tạm chị Ly. Rồi con này cho em nhá. Bé 1 này, bé 2 nhá. Bé 1, bé 2 cho em đi. Mã 1, mã 2. Còn hình được sao xem. Siêu phẩm hình nhá. À, chị mặc size gì chị ơi? Em còn toàn size nhỏ không ạ? À? Em còn S, M, L và em có một con size to. Con này cách tân trên này.
X tân cho em chị nào mà size 3X cho em nhé. X tân là size 3X cho em 120. Cách tân cho em. Con nhét hết vào đàng hoàng cho em mẹ con nào. Nhét đàng hoàng gọn hết lại cho mẹ con. Cách tân cho em 120. Chị nào mà size size 3X cho em, size hơi lớn. Đỏ. Hả? Em áo đỏ. Đỏ đó, đỏ vừa leo đấy. Coi lại chị mâm hoàng này con nào á. Bé ạ. Chị mâm hoàng này bé. Cái. Hai cái luôn hả? 20 ngàn một chiếc. Ok. Hết tặng rồi các chị ơi. Rồi ok chị. Chị mong cần đi không? Không, 20 ngàn không cần đi. Hàng 20 không cần đi. Nói chung là con nào khác giá thì mới cần đi thôi. Rồi em còn một con màu xanh này. Má xanh cho em nhé. Nó không còn là quần ống rộng thôi chị ơi. Nó kiểu như là quần váy nhá. Quần ống váy cho em nhé. Cũng 60-65kg cho em. Lấy mã xanh, xanh 50. Mã xanh cho em 50k nhé. Chỉ là 60-65kg mang vừa. Rồi xanh 50 cho em. Toàn là quần ống to thôi. Y như quần ống váy chị. Mặc lên cực chị cực kỳ xinh. Xanh cho em 50. Mã xanh. Xanh cho em 50.000 mã xanh nhé. Xanh 50 cho em. Con này chị nào xanh nhỏ. Con này chị nào sẽ xem màu. Nó sẽ chị này. Nó sẽ hai bên nhá. Nói chung là sẽ hai bên cho em con này. Con này chị nào sẽ XM cho em thôi. Có túi. XM mang vừa. Chị này mã 301. 301 cho em. 50.000 mã 301. 301 50. Lấy 301 trước 301. 301 cho em 50.000. Rồi lấy chị một mã đỏ nhá. Đỏ này chị nào size L E76. Mã đỏ cho em 30.000. Đỏ 30 E76 chị nào size L, lấy đỏ chất đỏ. Đỏ 30 E76 chị nào size L chứ. Rồi caro đấy chị này. Ok. Cái gì ok? Rồi ok chị. Rồi chị nào lấy caro cho em. Cái áo. Điện áo đỏ 30k. Lấy áo đỏ 30 đây. Size L E76 cho em. Lấy đỏ chất đỏ, đỏ 30 cho em nhé. E76 chị nào size L. Mã đỏ cho em 30.000. Đỏ 30 E76 chị nào size L chứ. Rồi con này cũng E76 này, lấy caro. Caro 30 E76 chị nào size L. Lấy caro chốt caro. Caro 30 chị nào E76 size L chứ. Lấy caro chốt caro. Rồi con này chị nào cũng size L này, lấy mã trắng nhá. Trắng cho em 20.000. Mã trắng 20k E76 chị nào size L, lấy trắng chốt trắng. Mã trắng cho em 20.000 mã trắng này. Trắng 20. Thế lấy chị một con hoa nhí nhá. Hoa nhí còn nguyên tem nhưng mà size nó nhỏ lắm. Chị nào mà eo tầm size S thôi nhá. Eo 66 đến 68 a gì nhỉ? Đúng rồi, eo 66 68 mang vừa, rất chi là nhỏ cho em. Còn tem cho em 30k mã còn tem nhá. Còn tem 30 chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào eo 66 68 thôi, nói chung là size hơi bị nhỏ luôn. Hoa nhí màu xanh cho em. Đẹp lắm luôn chị. Mỗi tội là size nhỏ, lấy tem trước tem. Con này thoát cái điện thoại ra vô lại cho mẹ đi. Lấy tem chốt tem. Lấy chị một con gấm. Không, nó khác. Thằng gì con đỏ là 30 trời. Đâu có đỏ là 30 đâu chị. Có mỗi con đỏ là 30 thôi. Rồi con này chị nào size nhỏ cho em. Bé xíu thì xíu nhá. Chị nào tầm E64 thôi. Con này E64 cho em. Mã 64 E64 cho em 30.000 này. Mã 64 L64 cho em 30k. Không có con đỏ là 30 hết chị ơi. Từ nãy giờ em lên có con đỏ là 30 thôi mà. Hai đỏ từ thuở nào rồi? Đỏ từ đời nào rồi không nhớ đâu chị ơi. Chị là bao nhiêu cái đỏ rồi? Bao nhiêu cái đỏ rồi thì em không nhớ cái đỏ nào đâu. Tại vì nó nhiều quá. Mà cũng khó khi là các chị chốt được cũng lên. Đỏ 30 mẹ. Hết đỏ 30 đỏ này mẹ. Hả? Làm gì mà tút lút từ đó vậy con? Nhiều nó xa lắc xa lơ rồi. Đi này. Cái này theo nhá chị ơi. Trời ơi theo cho em này. Nói chung là theo toàn bộ cho em. Chị nào size M L74. L74 mang vừa cho em lấy mã trắng đi. Trắng cho em 20.000 thôi. Trắng 20 nhá. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng 20k. Chị nào L74 cho em size M. Size M mang vừa mã trắng. Trắng 20.000 cho em thôi.
Chị ơi nó theo này. Đúng là 20k cho đủ tiền vải nhưng phải tiền theo nữa. Mạ trắng, trắng cho em 20 ngàn mạ trắng. Rồi con hoa nhí này tiếp này. Lên mạ 420. 420 nhá. Chị là eo 66 quay đầu thôi. Size rất chỉ là nhỏ. Mạ 420 cho em 30k mạ 420. 420 30 chỉ là eo 66. Đẹp quá nhưng mà size nhỏ, size to đi đâu hết rồi biết. Size to đi đâu hết rồi, đây size lớn đây. Chị đó XL. XL cho em nhá, nó là hàng phân suông. L XL mặc được cho em con này. Mã suông 30 ngàn mã suông. Suông 30 nhá, lấy suông chốt suông. Suông 30k, chẳng chị có may hả? Lấy suông chốt suông, suông 30 chị làm mà. Size L XL. L XL chị em. Rồi mã đỏ này. Mã đỏ, mã đỏ. Đỏ cho em nhá. Đỏ chị nào L6870 chị nào CS cho em này. Mã đỏ cho em 30.000. Đỏ 30k L6870 chị nào CS cho em. Lấy đỏ chất đỏ, đỏ 30. Đỏ cho em 30.000. Rồi con này L74 đến 75 nhá, nằm giữa M và L. Lấy mã 234. Xuân xếp hậu. Xuân xếp hậu 30. Rồi con này cho em, chị nó lấy mã. Mã 234. 234 cho em 20 ngàn, mã 234 nhá. 234 cho em 20k. Chị nào mà size M lớn và size L nhỏ. M lớn và L nhỏ cho em chị không? Lấy 234 cho em. Rồi con này cho em này. Con này đằng sau nó là vải lụa nhá chị nhá. Đằng sau nó là vải lụa, đằng trước em không hiểu nó là cái vải gì luôn á. Rồi con này chị nào sẽ SM. SM mang vừa lên mạng đen đi. Đen cho em 20.000. Mạng đen 20k nhá, chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa lên mạng đen. Đen 20, đằng sau nó vải lụa màu đen cho em. Đằng trước em không hiểu nó là cái vải gì luôn á. Mạng đen cho em 20.000 mạng đen nhá. Đen 20k chị nào mà size L. À quên, size M. 234 có mây. 234 chị ba nhé, mai có đơn nhé. Chị có may hả? Rồi ok đen chị đi hòa. Đen 20 chị Minh. Thôi có giá tháo hóa ra con ạ. Cái hàng 20 để giá tháo hóa ra. Không, không có. Rồi con này chị em nữa nè các chị này. Con này cho em nhá, hàng lỗ. Hàng lỗ L76 size L. Lấy mã 76 đi. Mã 76 L76 cho em 20k. Mã 76 L76 cho em 20.000. 20k mã 76 L76 nhá. Chị nào lấy 76 chốt 76. 76 cho em 20. Chị nào size L. Rồi lấy chị một con lụa phong suông này. Các chị size LXL nhá. LXL được mặc được con này cho em. LXL quay đầu cho này. Lấy mã 116. 116 cho em 3. Chưa nghỉ là chị có mày. Rồi con này chị em, chị nào lấy mã 116 30k. Chị nào XL. LXL mang được nó là vải lụa cho em nhá. Mã 116 cho em 30.000. 30k mã 116. Lấy 116 chất 116. 116 30. Rồi lấy chị con này theo tiếp nữa chị này. Con này theo cho em nhá. Chị nào size M L74. Lấy mã 227. 227 cho em 20.000 là 227. 227 20k chị nào L74 cho em size M nhá. Rồi con này chị nào L80 đến 82. Mã 80 đi. Mã 80 L80 cho em 20.000. Mã 80 L80 cho em 20k nhá. L80 82 lận. Lấy mã 80 L80 cho em 20.000 thôi. 116 xếp mộ. Rồi lấy chị con trắng nhất xinh này. Con này cho em nhé chị ơi. Hết 116. 116 hết. 227 có mây. 227 chị có mây. Rồi con này chị em chị gặp L74.
Leo 74 cho em nhá. Thôi nó leo một tí chị này, em tặng đi. Mà tặng nhá. Mà tặng cho em nó bị leo một tí, chị này em 74 mang vừa. Hàng lỡ cho em nhá. Lấy tặng cho tặng. Mà tặng em 74, lấy ghi vào không? Ghi tặng cho mình. Ô hai. Giờ muốn có pin à? Rồi em có hai con taro này. Hai con taro nhá. Con xanh là sẽ và con đỏ đi, màu xanh và màu đỏ đi. Màu đỏ sai mờ, màu xanh sẽ ép nhá. Lấy caro cho em, caro kèm màu cho em nhá. Caro đỏ là sai mờ, còn caro xanh là sẽ ép cho em. Màu đỏ hoặc màu xanh cho em nhá, 30 ngàn một chiếc được không? 30k một chiếc màu đỏ, màu xanh cho em. Tặng Hưu Hoàng. Tặng chị Hưu Hoàng. Hết tặng. Hết tặng rồi chị ơi. Ai nói tặng? Ừ. Ai nói tặng? Xếp mọc đi cho. Hết tặng là tặng chị Hưu Hoàng. Rồi caro đỏ hoặc caro xanh cho em 30k một chiếc. Chị nào mà say hết 227. 227 hết các chị. 80 cộng mây 80 nhá. Hưu Hoàng. Đây 80 đây. 80 20. Rồi con này cho em nhá. Con này chị nào say hết SM mang vừa cho em lấy mã công. Công cho em nhé. Công cho em 30k mã công này. Công 30 chỉ là SM mang được. Lấy công chất công. Công chất mẫu trời không ạ à. Còn dài thích tân không nên. Bài thật nghe chị chốt hoài ngại quá. Chị chốt hoài em thích chưa ngại gì. Chị chốt hoài em thích chứ. Rồi con này chị ơi, cách tay lưng cũng đúng một con này thôi. Nhưng mà chị nào size to lắm. Chị nào mà phải tới 3x cơ. Con này size 3X nhá, cách tân chỉ có hàng lỡ thôi, không có hàng dài. Còn đúng một con cách tân hàng lỡ là cho chị. Size 3X cho em. Cách tân 120.000 cách tân. Cách tân 120 chỉ là size 3X cho em này. Rồi con này chỉ là size L lớn. Eo 76 đến 78 cho em nhá, lấy mã 110. Mã 110 cho em, eo 76 78 mang vừa. Lụa hai lớp hàng lỡ cho em chị ơi. Mã 110 cho em 100.000 mã 110. 110 100k. Rồi con này chị nào size S, eo 68 70. Eo 68 70 nhá, nó cũng là hàng lụa cho em, lụa hai lớp. Lên mã 44. Mã 44 cho em 160.000 mã 44 này, 44 160 nhá. Rồi con này chị em chị nào size S M. Lên mã 14. Mã 14 cho em 120.000 mã 14 này. Mã 14 120. Rồi con đen này cũng size S M. Đen này cũng SM nhá, đen cho em 120. Rồi con này chị nào size L E76. Size L E76 mang vừa, lấy mã xanh, xanh cho em 160. Nó cũng là hàng lụa chị ơi, lụa hai lớp, dáng dài, tay lỡ. Lấy mã xanh, xanh cho em 160. Rồi con này chị nào size S nhá. Size S mà S nhỏ, con này là XS cho em. Lấy mã 335. 335 cho em 120.000. 335 120. Rồi con lụa cho em này. Lụa hàng lỡ eo 74. Nhưng mà con này, em này trước các chị con này nó chỉ bị một xước nhẹ một tí này. Nói chung là các chị để ý thì mình nhìn thấy thôi nhá. Để ý thì mình thấy cái xước này thôi này. Lên mã 64 cho em 80.000 mã 64 nhé. 64 cho em 80k nó chỉ bị một xíu xíu thôi. Nói chung là các chị để ý thì mình nhìn thấy thôi. Còn cái vải của nó là mới trên 90% cho em. Bỏ đây. Ok, vô bỏ ra một tí. Đó chị ơi, từng đó thôi nhá. Chị lấy con gì đem lên cho. Nói chung là có từng đó thôi là hết. Rồi lấy chị một con trắng theo này. Một con trắng theo cho em, lấy mã trắng. Trắng này 20.000. Trắng 20k E74 nhá. Chị nào size màu. Size màu lớn E74 cho em, lấy mã trắng. Trắng 20.000. Mã trắng 20 E74. Chị nào size màu cho em. Chị nào size màu E74 cho em. Rồi caro này có tay này. Con này cũng sẽ SM cho em. Con này sẽ SM cho em nhé. Lấy mã. Mã 107. Mã 107 cho em chỉ là E7274 sẽ SM mang vừa. Mã 107 cho em 30.000. 107 30. Lấy 107 cho 107. 107 30.000. Lấy chị một con hoa nhí này. Một con hoa nhí cho em nhé. Hoa nhí chị là sẽ SM. Không, con này sẽ SM cho chị.
Nó có co giãn nhé, các chị mà size M của mặc đồ nhưng mà nó hơi ôm một xíu. Rồi bạn họ lên bạn nhí đi. Nhí chị em 30 ngàn bạn nhí nhé. Nhí 30 chị đọc S. Sẽ S hợp eo 68 70 mang được. Các chị E72 cũng được nhưng mà nó ôm quá. Chị nào sẽ S thì đẹp hơn. Lấy mạng nhí. Lấy nhí chốt nhí cho em nhé. Lấy nhí chốt nhí này. Mạng nhí, mạng nhí. Rồi lên cho chị con sọc đi. Sọc cho em nhé. Chị nào size L, SML cho em. SML mang vừa. Lấy sọc chút sọc. Sọc cho em 50 mình là sọc này. Sọc 50 cho em, SML cho em nhé chị con. Lấy sọc chút sọc. Mã sọc 50. SML mang được. Con dài cách tân. À, chị Mai Võ Nga hỏi hả? Chị ơi, cách tân hết rồi, còn một con đỏ thôi. Em hết cách tân rồi. Hết cách tân rồi, chị ơi, mấy ngày nữa đi. Chị khó đợi em mấy ngày nữa, hàng về nhá. Em lại đó chị 1-2 ngày nữa em nghỉ, nhà em có việc. Sau em nghỉ mất 2-3 ngày gì đó rồi, bao em lại lên cho. Bây giờ em hết trơn rồi chị ơi. Rồi con này cho em này, màu đậm nhá. À màu nhạt này, màu đậm này. Màu nhạt và màu đậm cho em. Màu đậm là các chị SML mặc được. SML mặc được nhá, màu đậm là SML này. Màu nhạt này cho em là sẽ SM. Vậy nó về lắm, không có khác. Rồi đậm hoặc nhạt cho em nhá, 50.000 một chiếc. Đậm là size L mặc được. Còn nhạt là cho em là SML cho em chị ơi. Rồi đậm hoặc nhạt cho em, 50.000 một chiếc. Đậm hoặc nhạt cho em chị ơi. Đậm hoặc nhạt cho em nhá các chị nhá. Mấy giờ rồi? Ui, muộn vậy luôn rồi hả? Lên vài con nữa em xuống nhá. Hẹn các chị à. Các hẹn với chị chiều mai đi. Rồi con này chị em này, cạp của nó cực kỳ xinh. Cạp to nhá, chị nào SML thôi. Con này SML cho em. Rồi mình biết rồi. Rồi con này chị nào nói mạng 3. Lấy mạng 3 chất mạng 3. Mạng 3 cho em 5.000 mạng 3 này. Mạng 3 50k SML các chị mặc được. Lấy mạng 3 chất mạng 3. Mạng 3 cho em 50.000. 350 cho em SML cho em nhá các chị ơi. Mấy con này size nhỏ quá. Rồi còn bé chị này. Trời ơi bé dễ thương quá. Bé cho em cực kỳ dễ thương. Bé này bé nhỏ thôi, tầm 20kg thôi các chị. Bé là 20kg nhá. Kiểu xinh này. Tay này. Chị Mông Hoàng còn đó không chị Mông Hoàng? Chị Mân Hoàng lấy cho bé đi. Cái này phối với cái áo cái này đấy chị này. Nhưng mà bé này 20kg thôi. Bé là 20kg thôi chị ơi. Thôi bị chơi nhá, đi cái này đưa được đợi đi. Đi một đôi bót nữa. Đi một đôi bót nữa cho em nhá. Trời ơi, em nói chất cực kỳ luôn. Bé 20. Hàng lụa gấm ấy chị ơi, nó họa tiết hoa nổ cho em nhá. Có 20.000 thôi chị, có bé có 20 thôi, đẹp lắm. Mạ bé cho em 20.000. Đi thêm đôi bót nữa cực kỳ xinh. Chị Ma Hoàng còn ở đó không biết hay là đi ra đâu không biết nó đây. Gửi về công ty. Rồi ok, em cảm ơn chị xếp mẫu này. Hình như là chị cũng có lấy bên em 1-2 lần gì đúng không? Đúng. Hình như em nhớ là chị có lấy bên em 1-2 lần gì đó rồi này. Chị xếp mẫu. Ôi, cái lông của nó mềm lắm luôn á chị. Hình như lông thật nó sờ cái lông của nó cực kỳ xuống luôn. Rồi ok chị. Trời ơi, chị Mông Hoàng chị đi ra rồi phải. Con đó đẹp quá đấy chị ơi. Hoa bị chơi luôn. Chị đi ra rồi đúng không? Rồi lấy chị một con lụa tím này. Con lụa tím này nhá. Lụa tím này chị nào sẽ xem màu cho em có độ co giãn. Lấy mạ tím. Tím 30.000 này. Mạ tím 30 nhá, tím trên 30k chị nào sẽ SM. Mạ tím 30.000. Rồi con này cho em. Chị nào sẽ S, trời ơi mấy con sẽ S không à. Vàng 30 nhá, rồi con này hàng lỗ, tay lỗ. Trời ơi chị, mấy chị sẽ S đâu hết rồi, chị đấy đâu rồi.
Tím của chị Ly Hoàng này, 30 này. Chị Rio, chị Ly Trần đâu rồi? Ly Trần gì? Ly Trần là cái gì Trần á? Size nhỏ, size S á. Ly Trần. Lên mã 3, mã 19 này. Còn đó không biết. Hàng lỗ cho em, trời ơi xinh quá. Lấy 19 chốt 19. 19 40. 19 cho em 40.000. Sao chị đi hết rồi vậy? À, có nào to không? Chị ơi to, to bao nhiêu chị? Rồi em size nhỏ là nhiều chị. Size to em hết rồi. Em phần đa bây giờ là có size S, size M và size L là nhiều đó chị ơi. Còn nếu mà to nữa là em hết. Hết rồi các chị. Còn toàn size nhỏ là nhiều các chị ơi. Phần đa đây là size nhỏ không à. Rồi con áo này, áo này chị nào size lớn này. Áo này chị nào size to nhá. Mặc áo cho em. À không phải. Không phải áo, em lộn với con áo kia. Hôm nay không phải áo đâu, chị nào sẽ xem màu thôi. Vàng cho em. Mã vàng đi. Vàng cho em 20.000 mã vàng nhé. Vàng 20 chị nào sẽ xem màu thôi. Lấy vàng chốt vàng, vàng 20 em lộn với con áo kia. Mở cũng có một con áo giống như này này. Rồi mã vàng cho em 20.000 mã vàng nhé. Có bé 20kg màu đỏ không hả? 20kg màu đỏ. 20kg màu đỏ nhưng có mất nó nằm góc nào nữa. Chị Lê Trần. Chị Lê Trần còn đó à? Chị Lê Trần size nhỏ. Chị Lê Trần lấy màu đen đi. Trời ơi 20kg bé này xinh này. Rồi em lấy con này đi chị. Lê Trần à? Ừ. Ủa. Chị Lê Trần lấy bé này đi. 20kg lấy con này đi. Chị Mong Hoàng không thấy nữa. Cái này phối với cái áo mà nữa là chị Mong Hoàng bị ra mất tiêu rồi. Chị Lê Trần ơi con này đẹp lắm. Chị Lê Trần lấy con này đi. Nói cái lông của nó như lông thật á. Sò sướng lắm luôn. Con mặc thế nào được mà lặp mặc lắm. Con hơn 30kg này, cái đó có 20kg thôi. Chui vào rách cái váy đi rồi. Lúc vừa em có cái màu đỏ không biết nằm góc nào nữa cơ. Mình nói đúng rồi. Thật chứ đúng cái gì không đúng. Màu tết. Mẹ màu tết. Một bếp. Thân thầy nữa rồi. Không thầy nữa rồi chị ơi. Không thấy rồi. Vừa có chiếc mà không biết nằm góc nào đây. Bé đây mà. Giống bao thanh thiên là gì? Tại vì con đó nó đẹp quá đấy thật đấy chứ. Cái vải nó đẹp lắm luôn các chị. Em có một chiếc mà không biết nằm góc nào nữa cơ. Rồi chứ hàng em để lung tung, em không để theo size. Tại vì cái hàng lẻ size á, làm đâu là ấy đến đấy chứ không có lựa. Rồi con tím này. Tím này cho em nhá, tím là hàng suông, dáng dài. Chị nào sẽ SM mặc được. SM mang được cho em về mã tím. Tím cho em 40.000 này. Mã tím 40. Chị Nguyễn Hiền lay nay muộn. Dạ chị, tùy hôm ấy chị ơi. Hôm nào chán chán thì xuống sớm. Hôm nào vui vui thì ở lâu. Bé 20kg á, chị bé này được này chị này. Màu xanh này được không? Bé màu xanh này. Bé xanh này cho em này, chị này, bé này 20. Bé xanh cho em, lấy mã xanh. Xanh 20 nhá. Lấy xanh chốt xanh cho em, xanh 20.000. Chị Nhã Phương ơi, chị mặc size gì á, em xem có size không. Em còn một quan trọng biết có size của chị không nhỉ. Chị Nhã Phương ơi, chị mặc size gì? Em có mấy con màu trắng nữa kìa, mà không biết nó nằm chỗ nào mà lên chứ. Không biết nó ở đâu rồi cơ.
có mấy con màu trắng nữa cơ. Rồi con này sẽ xem màu cho em nhé. Lấy cô gái. Cô gái xem 30.000 mã cô gái này. Cô gái 30 chị nó sẽ xem màu cho em. Lấy cô gái chốt cô gái 30. Chị lấy cô gái chốt cô gái cho em cô gái 30.000. Chị nó sẽ xem màu nhá. Lên cho chị vài con đứng xuống like nhá chị. Hẹn các chị à? À không, ngày tối mai chị trường mai em bận. Trường mai em có việc. Hẹn tối mai em lên. Tối mai em lên cho chị 2 ngày. Xả cho chị 2 ngày nữa nhá. Rồi em nghỉ mất mấy 2-3 ngày nữa chị. Nghỉ 2-3 ngày rồi em lại lên tiếp. Rồi chị nào xay LXL cho em này. LXL cho em nhá. Con này có chữ. Lấy mã 235. Mã 235 cho em. Chị Nhã Phương ơi, chị mặc size gì? Chị Nhã Phương lấy mã 235 cho em. 235 cho em 50k mã 235 này. Chị nào sẽ xem mở em có mấy con bé màu trắng biết nằm góc nào nữa cơ. Con bé màu trắng đẹp lắm. Em nhớ là có bé màu trắng mà đâu rồi. Kiếm áo. Áo cho ai? Cho con. Áo gì? Áo khoác. Áo khoác á? Được rồi. Bỏ đi. Bỏ đi hơn. Mở lên caro các chị này. M hoặc L á hả? M hoặc L thì cái con này cho em nhé, để xem lên cho. Rồi caro cho em. Caro chỉ là L6870 cho em này. Caro cho em 30.000 bảng caro. Caro 30 L6870. Đây chị ơi, size L này. Size L cho em nhé, lụa 2 lớp. Rồi em còn mấy con thôi, hết rồi chị ơi. Rồi con này chị nào size L cho em lấy mã xanh. Lụa 2 lớp dáng dài tay lộ cho em. Mã xanh cho em 160.000 mã xanh này. Xanh 160 cho em nhé. Mã xanh cho em 160k. Rồi còn mấy hát này thôi chị. Như này xanh màu này. Mã 14 cho em nhé. Mã 14 và mã đen cho em. Hai chiếc đều là xanh màu. SM mặc đủ cho em. Mã đen hoặc là mã 14 cho em. 120k. 120 chị ơi, chết rồi. Có từng đó thôi các chị ơi. Nói chung là hàng siêu phẩm nóng dài có từng đó thôi. Còn từng đó là hết thôi chị ơi, hết trơn rồi. Hết trơn rồi các chị ơi. Đây kim sa này. Chị ơi kim sa. Mà con kim sa nó chưa khóa rồi. Con này không khóa chị ơi. Hết rồi chả còn. Rồi con này chị nào size lớn này. Chị nào L70 nha. Con này L74 nhá. Chị nào size M cho em. Size M L74 mang vừa. Con này L74 mang vừa cho em. Một con xanh dáng dài nhá. Lấy mã dài. Mã dài cho em 50.000 mã dài. Dài 50 L74 chị nào size M cho em. Size A à gì size L. Size L L74 cho em nhá. Xanh cực kỳ xinh luôn chị ơi. Lấy mã dài, dài 50 L74, 76 chị nào size L. L76 chị nào size L mang vừa cho em. Đây là chị Ngân về á. Về chị Ngân nói. Rồi con này chị em chị nào size nhỏ này. Tầm L70-71 nhá. 72 thì hơi chật. L70-71 mang vô cho em. Một con màu vàng cho em. Lấy vàng chất vàng này. Vàng cho em 40.000 mã vàng. Vàng 40 chị ơi. Lấy vàng chất vàng cho em. Mã vàng cho em 40.000. Cho xem lại set trên sào. Set đây chị này. Mã 44 nhá. Lụa 2 lớp dáng dài cho em chị ơi. Mã 44. Chị nào sẽ ép màu này nó đơn giản.
Con này màu đơn giản chưa nhỉ? Đơn giản mà lại xinh á. Nó không sàng quá, nói chung là vừa phải. Ở ngoài cho em đẹp lắm luôn các chị. Lên mạng 44/160.000 mà 44 160. Chị nào sẽ S L68 70 cho em. Hai cái sau chị mặc cũng được á. Nếu mà sẽ S chị ơi, sẽ S 2 cái chị mặc được. Con này là mã 14. Mã 14 nhé, hoặc mã đen cho em. SM các chị mặc được hết. Mã 14 hoặc mã đen cho em 120.000. Còn hai chiếc này nữa cho chị. Còn con này chị là XS nhá. Con này chị là size XS cơ. Nói chung là hơi bị nhỏ. Tầm eo 64-66 mang vừa cho em, nhỏ lắm. Mã 335. 335 cho em 120. 335 120. Rồi chị nào lấy gì nữa không chưa chị ơi? Lấy gì nữa không, em xuống like này. Rồi em chào tất cả các chị nhá. Em chào các chị, hẹn các chị tối ngày mai nhé chị ơi. Hẹn các chị tối ngày mai em lên nhé chị nhá.